Hôm nay chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni câu hỏi về chùa Linh Phước rất là đông. Thưa quý vị, hôm nay với buổi lễ phóng sanh lần này là lần thứ hai, chúng tôi rất cảm động cái chùa thôn quê rách nát mộc mạc đơn sơ, trong đó có một ni sư 91 tuổi ha. Ni sư đâu 91 tuổi đứng dậy cho mọi người thấy nè. Ni sư 91 tuổi ở tại ngôi chùa này mà khi giấc nhàn chuẩn bị về là ni sư đợi từng ngày từng đêm mà không ngủ được. Rất là quý giấc nhàn. Ni sư trông chờ từng ngày từng phút từng giây, và khi thấy chư tôn đức tăng ni về lại ngôi chùa này thì ni sư hết sức là hoan hỷ. Và đợt trước phóng sanh thì ni sư cũng rất là cảm động và cũng cầu nguyện cho cái ngôi chùa chánh điện đơn sơ và lụp sụp này đó được chống xây thành một cái ngôi chùa ở làng quê, cho mọi người Phật tử ở xung quanh nơi này được về tụng kinh niệm Phật. Thưa quý vị, mãi đến hôm nay hơn 2 tháng chúng tôi mới trở lại lập một cái đàn phóng sanh, vì trong cái thời gian 2 tháng qua chúng tôi đi sang Hoằng Pháp ở bên Canada. Và khi cuối cái đoạn đường chương trình Hoằng Pháp Canada thì chúng tôi có trở về lại New York. Thì trong chương trình Hoằng Pháp ở Canada thì có một cái sự việc rất là kỳ diệu. Hôm nay thầy kể cho quý vị nghe cái sự kỳ diệu này là do một cái công đức phóng sanh, không phải là phóng sanh gia đình họ trực tiếp phóng sanh, mà gia đình họ là gửi tên qua trung gian từ bên bình Calgary, cái tiểu bang là Calgary, Canada, gửi tên ông cụ về tại chùa chúng tôi có phóng sanh. Thì một cái sự kỳ diệu lạ kỳ với một ông cụ ba của chú Nhuận Liên. Thì chú Nhuận Liên ở Calgary là một cái tiểu bang tuyết lạnh, rất là lạnh. Và chúng tôi từ Vancouver, sau khi hoàn pháp 15 ngày ở tại Vancouver xong rồi chúng tôi bay qua Calgary. Thì cái đoạn đường từ Vancouver bay qua Calgary là khoảng 1 tiếng mấy, 2 tiếng thôi. Thì chúng tôi đến đó 2 ngày tổ chức do chú Nhuận Liên tổ chức. Thì tổ chức 2 ngày, ngày cuối thì nghe chú Nhuận Liên ổng nói rằng: thưa thầy, ba con đã đưa vào bệnh viện bị tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não. Thì khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói 8 phần chết, chỉ có 2 phần sống. Và đang nằm lên trên giường bệnh thì bác sĩ ra nói bây giờ phải ký để mổ. Tai biến thì ở bên Canada là người ta hay mổ, không biết mổ cái gì trong đầu. Và bác sĩ nói cái hy vọng mà sống mong manh chỉ có 2%, mà 80% là chết. Thì chú Nhuận Liên này nói: thưa thầy, bây giờ có cách nào thầy giúp đỡ giùm con. Thì lúc đó giấc nhàn lên tại cái bệnh viện ngồi chung với gia đình. Thì tự nhiên trong đầu nhớ là hôm nay là, thì như vậy là hôm nay là ngày thứ 7 bên Calgary là chủ nhật bên Việt Nam. Chủ nhật bên Việt Nam. Mà 9 giờ tối ở bên Calgary thì 9 giờ tối ở bên Calgary thì như vậy là 11 giờ trưa ở tại tỉnh Thất Quang Âm đang lập một cái đàn lễ phóng sanh. Thì chúng tôi mới gọi về tại tỉnh Thất Quang Âm thì đọc tên của ông cụ rồi hồi hướng cho ông cụ. Thì đặc biệt đọc tên hồi hướng cho ông cụ xong quá thì sáng hôm sau thì chú Nhuận Liên này nói: thưa thầy, một cái ca mổ rất là lạ kỳ, ông cụ đã mổ xong và bác sĩ nói rằng phi thường. Phi thường nghĩa rằng là cái thời gian hồi phục lại cho ông cụ để tỉnh á thì phải mất hết 1 tuần. Nhưng không hiểu sao cái nguy kịch mà đưa ông cụ vô để mổ đó thì rất là nguy kịch. Nguy kịch nghĩa rằng là cái phần sống rất là mong manh. Mà không biết vì sao gia đình của chú Nhuận Liên này mời chúng tôi qua để tổ chức một cái pháp hội cho 200 mấy, gần 300 người tu. Thì nhờ cái công đức mà tổ chức pháp hội đó, với lại nhờ cái công đức mà phóng sanh tại tỉnh Thất Quang Âm để hồi hướng cho ông á, thì ngay lúc đó gia đình họ cũng phát tâm để hồi hướng luôn, phóng sanh để hồi hướng luôn. Thì ông cụ sáng hôm sau thì ông được tỉnh ra và mổ, cái ca mổ rất là thành công.
Thì bác sĩ nói ít nhất cũng phải 5 đến 7 ngày thì ông mới tỉnh được. Nhưng không hiểu sao mà đến buổi sáng là ông bắt đầu tỉnh ra rồi. Thì đây là một cái ca mổ mà bác sĩ nói ngoài sức tưởng tượng. Thì lúc đó chúng tôi càng tin thêm cái công đức phóng sanh nhiều hơn. Không phải là chúng ta đến trực tiếp tại đó chúng ta phóng sanh hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mình. Nhưng hôm nay mình ở tại đây mà mình phóng sanh, mình hồi hướng cho gia đình của mình có bệnh tật, anh em cha mẹ có bệnh tật, thì nhờ cái công đức vô hình đó nó ảnh hưởng đến anh em thân bằng quyến thuộc cha mẹ của mình. Rồi nếu mà hôm nay cái cuộc sống của mình, gia đình của mình làm ăn nó cứ thiếu thốn, rồi nó bệnh hoạn, chuyện này chuyện nọ xảy ra, thì hôm nay mình đến đây mình làm cái lễ phóng sanh, mình hồi hướng công đức cho gia đình của mình, thì gia đình của mình nhận được cái công đức này. Và nếu con cái của mình ngỗ nghịch, ngang đàn, phá phách, thì mình đem cái công đức phóng sanh này mình hồi hướng cho nó, thì nó cũng chuyển từ cái ngỗ nghịch, ngang đàn, phá phách đó, nó trở thành con người tốt hơn. Thì chúng tôi tin cái công đức phóng sanh này nó rất là thù thắng, cho nên thành ra Đức Phật mới nói là 10 công đức phóng sanh. 10 công đức phóng sanh như vậy, công đức này á, nó như gió không thấy, nhưng mà chúng ta làm nó có sức ảnh hưởng rất là lớn. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy những người Phật tử mà hôm nay đến Hậu Giang, qua khỏi Cần Thơ, và Phật tử ở Cần Thơ, ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở An Giang. An Giang là cách 200 cây số mà họ từ bên đó họ chạy qua đây. Và họ chạy qua đây họ phóng sanh, nó có lợi ích gì không? Chúng tôi thưa quý vị là cái lợi ích rất là lớn. Vì sao vậy? Vì nhờ cái công đức phóng sanh này mà thọ mạng họ kéo dài. Chúng tôi tin điều này. Ba chúng tôi hay nói, bởi vì thân phụ chúng tôi là một mẫu người minh chứng ở bên cạnh chúng tôi. Năm 73 tuổi ông cụ bị bệnh suy tủy, tức là bị ung thư máu. Và khi ông bị suy tủy ung thư máu thì chúng tôi đưa về Tịnh Thất Quan Âm. Chúng tôi làm lễ phóng sanh, rồi gieo duyên xuất gia cho ông cụ, và ông cụ ăn chay niệm Phật. Thì từ 73 tuổi ông cụ sống đến 82 tuổi là 9 năm. Thì vừa rồi chúng tôi qua tại New York cũng gặp một đứa bé 11 tuổi bị suy tủy. Quý vị biết ba của đứa bé này làm gì không? Nuôi gà đá. Mà lúc chưa đi qua bên Mỹ á, là cái chú này tên là chú Phương. Mà chú Phương này nuôi con gà để nó đá đó, là ông nuôi rất là nhiều con gà. Và mỗi lần đá là ông lấy những cái cựa bằng sắt á, cái cựa của chân con gà đó, ông vuốt cái cựa bằng sắt, ông nhét vô trong cái cựa của cái con gà, để cái con gà này nó đá con gà kia là phải hộc máu, và nó đá con gà kia là máu me ra đầy hết trơn vậy đó. Thì ông chơi cái nghề đá gà này cũng trải qua thời gian rất là lâu. Thì đứa con nó bị bệnh suy tủy như vậy, thì ông mới phát nguyện, ông kêu từ giây phút này không chơi đá gà nữa, để cho con ông hết bệnh. Hết bệnh tức là bị suy tủy là truyền máu vô nửa tháng, hoặc là 3 tuần hoặc 2 tuần mà truyền máu vô thì nó khỏe ra, hồng hào ra. Nhưng mà khoảng 2-3 tuần sau thì nó hết máu đi á, nhìn mặt mày xanh lè xanh lét à. Đó là cái bệnh của thân phụ chúng tôi. Thì như rồi chúng tôi vừa rồi qua bên New York là bên Mỹ á, thì gặp cái đứa bé này nó bị bệnh suy tủy giống như ba chúng tôi. Thì chú này mới nói thưa thầy, cái lúc con chơi đá gà như vậy đó, mà khi con gà mà có nhiều con mà đá đó, nó đau đớn mà nó ra máu mà nó chết đứng tại chỗ mà nó không có chạy đi. Và có nhiều con là khi mà nó chết rồi là con làm thịt ăn luôn. Thì đứa con còn là bị một cái quả báo là bị bệnh suy tủy. Mà đặc biệt kỳ diệu chỗ này nha. Kỳ diệu chỗ này. Lắng nghe nha. Khi anh Phương này phát tâm không đá gà nữa, và không đá gà nữa để cho con của anh Phương này là hết bệnh đi, khi anh nguyện vậy đó, thì đứa con của anh hết bệnh, nghĩa là ngưng lại không truyền máu 7 tháng. Nghĩa là 2 tuần hoặc 3 tuần là phải truyền máu. Nhưng mà khi mà phát tâm không đá gà nữa, không giết gà nữa, thì đứa con ngưng truyền máu 7 tháng. Nhưng sau khi hết rồi, đứa con hết bệnh 7 tháng rồi, anh tiếp tục quay lại đá gà nữa, con tiếp tục bị truyền máu suy tủy nữa. Thì anh nói rằng thưa thầy, con không giữ lời hứa, con không giữ lời nguyện này, cho nên con hôm nay bị bệnh cho đến 12 năm. Là con làm không biết bao nhiêu tiền là con đổ vô máu.
con mua máu, thì khi con mua máu con truyền cho nó, thì cái máu này nè, một thời gian 2-3 tuần sau nó hết. Cứ truyền hoài như vậy là cái nghiệp báo con phải trả, đó là do con chơi đá gà mà con phải trả cái nghiệp quả báo này. Nhưng khi con phát nguyện không chơi nữa thì con hết bệnh, không truyền máu 7 tháng. Nhưng khi con không giữ lời hứa, không giữ lời nguyện đó, tiếp tục con chơi đá gà lại thì con bị bệnh mãi đến hôm nay. Con nghĩ rằng bây giờ cái lời nguyện này con thất hứa với Phật rồi thì không bao giờ con của con nó hết bệnh nữa. Hôm nay thật có cách gì để cho con phát nguyện lại, để cho con hồi hướng cho con của con, để con của con không bị truyền máu nữa hay không thầy? Mà mỗi lần nó truyền máu về trong người nó lạ kỳ lắm. Chúng tôi nhớ ba chúng tôi mà mỗi lần truyền máu về, có bữa đó trúng cái máu mà người ăn mì gói á, ông ăn mì gói một tuần ông không ăn cơm. Nó lạ. Hỏi ông cụ sao mà ăn cơm, ông kêu bữa nay thèm mì gói mà ông ăn đúng một tuần mì gói. Mà chắc là mấy cái máu người mà truyền cho ông ăn mì gói hay sao, ông thèm mì gói nha. Rồi đêm hôm đó ông có xách dao ông để trên giường á, ông đóng cửa kính rồi mà ông sợ người ta vô ăn trộm giết ông. Cái ổ sao ông cụ để dao trên đầu giường, ông kêu hình như tụi nó gõ cửa định vô nó giết tôi phải phòng thủ chứ. Rồi ban đêm ông cầm dao ông đi vòng mà một tuần sau nha, một tuần sau máu á nó trung hòa lại thì ông hết cái ý niệm này. Trời, quý vị biết không, có bữa chìm trúng cái máu người phụ nữ mà hay trang điểm, ông về ông cứ lấy gương ông cất, ông soi mặt soi đồ ông về ông lấy gương ông coi, ông soi mặt ông làm như phụ nữ để mà trang điểm. Khi thầy vô ông lấy gương ông nhét xuống giường ông quê nữa chứ. Mà một tuần sau mới hết nha, thường chúng tôi để ý một tuần sau mới hết. Thì cái máu của người đó đó, người ta mang cái ý niệm nào, người ta mang cái nghiệp gì, khi truyền vô người mình cái lượng máu nhiều quá thì sao, thì nó ảnh hưởng cái người đó. Vì vậy cho nên chúng tôi nói là khi mà ông cụ và khi mà truyền máu vô chúng cái máu mà gọi là ổng sợ người ta vô giết ổng á, đánh ổng, cho nên thành ra ổng cầm dao ổng thủ ở trong giường á. À, thì cái điều này là chúng tôi thấy nó, cái máu nó ảnh hưởng tinh thần. Nhưng một tuần sau nha, tuần sau bắt đầu nó trung hòa trở lại thì hết cái ý niệm này, không còn cái ý niệm này nữa. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng là cái công đức phóng sanh nó rất là thù thắng, nhưng rất ít người tin. Lắng nghe nha, lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Rất ít người tin công đức phóng sanh, và rất ít người tin 10 công đức phóng sanh Đức Phật đã dạy. Vì vậy cho nên thành ra khi tổ chức phóng sanh, người ta nghe người ta nói làm sao? Ồ, phóng sanh mang tiền đi mua cá thả ra bên ngoài sông rồi người ta bắt lại, làm cái chuyện điên rồ. Mua rồi như vậy rồi thả người ta bắt lại có lợi ích gì đâu. Sao không lấy tiền đi cho dân nghèo, cho những người nghèo? Thưa quý vị, là trong cái nhà Phật chúng ta có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Có nhiều người thì thích giúp cho người nghèo, có nhiều người thì thích giúp phóng sanh, thích làm phóng sanh. Mà cái phóng sanh này cũng là cái công đức, là một pháp môn tu Đức Phật dạy. Giúp cho dân người nghèo cũng tốt, rồi phóng sanh cũng tốt, rồi giúp cho những người hoạn nạn cũng tốt, in kinh cũng tốt. Tất cả những điều thiện đó đều tốt hết, nhưng tùy theo mỗi người có mỗi sở thích. Không ạ, anh thích giúp cho người nghèo, tôi thích phóng sanh, tôi thích in kinh, có vị này thích xây chùa. Mỗi người là mỗi cái sở thích khác nhau, chúng ta không nên bài bác lẫn nhau. Mà cái tâm nguyện chúng tôi thì thích phóng sanh. Nhưng hôm nay quý Phật tử nói rằng thưa thầy, phóng sanh nhưng mà con muốn giúp cho người nghèo nữa được không? Chúng tôi nói tốt, không cản nha, chúng tôi không cản nha, tốt lắm. Có khả năng cứ giúp cho người nghèo nữa càng tốt. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn đem cái công đức phóng sanh này giảng ra đây và khuyến khích mọi người phóng sanh. Và quý vị không có tiền như gia đình quý Phật tử ở đây, cũng như không có điều kiện để lập một cái đàn phóng sanh, chúng ta ra chợ, chúng ta lấy tiền, chúng ta mua con cá 5.000, 3.000, 10.000 hoặc 20.000 tiền cá, 50.000 tiền cá, chúng ta đem đi ra ngoài, chúng ta niệm A-di-đà-phật, 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 hồi hướng cho nó, mình thả xuống cũng trở thành một công đức phóng sanh. Bà chúng tôi lúc trước đâu có cái biết đọc nghi thức phóng sanh đâu. Ông cụ có tiền xong ông cụ xuống chợ Phi Nơm mua 2-3 con, cái ông ra suối ông thả. Ông thả như vậy mà thọ mạng 73 tuổi là hết rồi đó. Ung thư máu là suy tủy là không có thể cứu được đâu. Vậy mà ông vẫn kéo dài thọ mạng được 9 năm đến 82 tuổi. Mà đặc biệt chỗ này nha, đặc biệt chỗ này nha, đặc biệt cái chỗ là ông ra đi không đau đớn. Lắng nghe, cái người mà phóng sanh ăn chay
thì người này ra đi, tức là thọ mạng hết, bỏ bớt thân này đó, là không đau đớn. Chúng tôi nhớ đem thân phụ chúng tôi vào trong phòng hộ niệm á, chúng tôi niệm Phật cho ông cụ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều. Nhớ nghe, 3 giờ rưỡi chiều ngày Chủ nhật. Chủ nhật mà nó vào ngày là ngày 17, Chủ nhật ngày 17 tháng 7. Thì như vậy ông cụ ra đi một cách rất nhẹ nhàng, không đau đớn, không hoàng hoại, mà không qua đêm nha, không qua đêm. Tất cả mọi người vào phòng hộ niệm chúng tôi ít nhất là phải 3 đêm. Chưa có người nào một đêm nha, chưa có người nào một đêm. Tức là đến phòng hộ niệm một đêm sau là ra đi, không có. Ít nhất là 3 đêm. Và nhiều nhất là 29 ngày. Sư cô Huệ Tịnh, lắng nghe nha. Vì sao vậy? Vì sao có người nằm 29 ngày? Là sư cô lúc trước là hay bắt ốc xuống ruộng á, bắt ốc cho em ăn, tạo sát sanh, sau một thời gian giác ngộ đi tu, nhưng thọ mạng hết vẫn phải trả quả báo. Trong cái chương trình Hoằng Pháp của chúng tôi có một cái mẫu chuyện hơi đặc sắc, lắng nghe ha. Có hai vợ chồng, hai vợ chồng này thì cũng trẻ tuổi, mới có 30 mấy tuổi thôi. Hai vợ chồng này ở bên San Jose, miền Bắc Cali. Và vợ là Diệu Âm Diệu Trang, chồng là Diệu Âm Đức Quang. Chúng tôi mới đặt pháp danh và mới quy y. Thì lạ kỳ, có một người con gái 3 tuổi rồi, hôm nay sanh thêm một đứa con nữa là đứa con trai. Nhưng mà có một cái điều lạ kỳ là đứa nhỏ này khi nó sanh ra, vừa bắt đầu nó sanh ra là bắt đầu nó khóc. Và nó khóc hoài, khóc hoài, trừ trường hợp cái miệng nó ngậm cái vú là nó hết khóc. Nhưng khi nó nhả cái vú ra là, nó nhả cái vú của mẹ ra là bắt đầu nó khóc. Thì con này ngủ không được. Bởi vì nó còn nhỏ, mới sanh ra thì cứ 2 tiếng, 3 tiếng cho bú một lần. Khi cổ gặp thầy bên Toronto, tức là hai vợ chồng bay qua Toronto bên chùa Chánh Giác gặp thầy, thì con ngồi cổ kể hết tất cả những cái sự tình từ khi cổ khổ đau, bắt đầu là cổ mới gặp được những cái băng đĩa phóng sanh. Thì từ khi bắt đầu cổ gặp cái tình cảnh mà trong một tháng đứa con nó không cho cổ ngủ, là chỉ có khóc với bú thôi. Và khi khóc với bú như vậy, con người của cổ nó mệt mỏi, nó chán chường và không ngủ được, trên con người nó tiều tị, héo hon, gầy mòn, rất là buồn khổ. Trong lòng cổ cứ buồn hoài, không biết làm sao giải quyết. Ông chồng nửa đêm khuya ông la lên, ông kêu mày khóc gì mà khóc hoài vậy mày. Xong bà vợ nói anh à, anh la nó làm chi, nó có biết gì đâu mà anh la. Bởi vì ông chồng ông bức xúc quá đi, ông bực quá đi, sao mà nó cứ khóc hoài mà nó không có ngủ. Bú xong no lên đi ngủ đi, bú xong no rồi khóc. Và ban ngày thì nó ngủ, có nghĩa là ban ngày mới đi làm nó ngủ, ban đêm nó khóc, mà ban ngày nó ngủ, ngủ một chút rồi nó cũng khóc à. Thì gặp cái anh Quang này, anh nói là chắc cái đứa này nó đến nhà của mình có anh chị, chắc là có chuyện gì đây. Rồi thôi bây giờ anh chị nghe cái đĩa này của thầy Giác Nhàn thử coi. Thì chỉ lên trên đó đánh thích Giác Nhàn trên YouTube á. Khi đánh thích Giác Nhàn thì bắt đầu nó hiện ra cái đĩa phóng sanh mà thầy giảng 10 công đức phóng sanh. Bắt đầu cô ta nghe. Khi cô ta nghe 10 cái công đức phóng sanh thì bắt đầu cô mới thấy thầy nói rằng con của mình nó đến với mình là nó báo ân báo oán, đòi nợ và trả nợ. Có đứa nó đến nó làm cho mình khổ là nó báo oán, nó đòi nợ. Có đứa nó đến với mình, nó làm cho mình được hoan hỷ vui vẻ, nó giúp cho mình, nó nghe lời mình á, thì gọi là nó báo ân và nó trả nợ. Khi cổ nghe như vậy xong, vừa hết cái đĩa đó là cổ phát tâm ăn tri trường tại chỗ luôn. Và cổ nghe chúng tôi nói thêm, nếu đứa con nào ngỗ nghịch thì mình lên trên bàn Phật, mình phát tâm ăn chay niệm Phật, mình hồi hướng cho nó. Thì cổ lên trên bàn Phật, mà cái bàn Phật lúc đó còn chút, tức là thờ một cái Đức Quan Âm Bồ Tát nhỏ lắm,
thì con bước tới đó con lạy chân thành tha thiết, con đem cái công đức phóng sanh này, con đem cái công đức ăn chay này, con đem cái công đức niệm Phật này, con hồi hướng cho đứa con của con tên như vậy như vậy. Thì con vừa hồi hướng cho nó, đến ngày hôm sau nó hết khóc, không khóc nữa, nó ngừng khóc. Bắt đầu con thấy vi diệu rồi nghe. Rồi tiếp tục con nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp liên tục, ngày con nghe, đêm con nghe, thì con nghe liên tục như vậy cho đến 2 giờ, 3 giờ khuya. Ông chồng đến nỗi là ông sốt luôn. Ông kêu sao mà nghe suốt như vậy. Thì bà vợ mới nói, anh nghe thử đi rồi anh mới cảm giác thấy. Bây giờ tự nhiên anh thấy cái cuộc sống của em nó không có buồn rầu nữa, nó không có khổ đau nữa. Em càng nghe pháp em càng an lạc. Em nghe cái cảm xúc của thầy giảng, tự nhiên em thấy trong người em phấn chấn. Đứa con nó bớt khóc ra. Tuy rằng em ít ngủ nhưng mà em vẫn khỏe. Cái lời giảng của thầy nó đi vào trong tâm em, mà mỗi lần em nghe là em nhập tâm, em không suy nghĩ gì hết. Cho nên con người của em thấy nó vui lắm. Bữa nay anh thấy em có buồn nữa đâu. Thì bắt đầu hai vợ chồng cũng nghe, nghe thuyết pháp, nghe giảng, mà cổ nghe suốt như vậy. Sau rồi cái bữa đó cổ mới lấy cái sữa mà cổ đó, là cái lúc mà ăn mặn á, mấy ngày trước ăn mặn đó, là cổ đóng cổ lấy sữa đó ra, cổ để lên trên cái tủ đông đá đó. Khi cổ đi làm, cổ có một cái dịch vụ business bán bàn ghế đồ lớn lắm, thì cổ mới lấy cái sữa đó đó, cổ bỏ đông đá, còn cái loại sữa mà hôm trước cổ ăn mặn, rồi cái sữa mà ăn chay á, cổ cũng vắt ra thêm, cổ để trong cái ngủ ngăn đá, để khi cổ đi làm, cổ có người mẹ chồng á, thì lấy cái sữa đó bỏ vô microwave hâm nóng lại cho đứa con cổ bú uống cái sữa đó. Thì khi cổ ăn chay thì cổ thấy cái sữa mà ăn chay mà vắt ra đó thì nó không có tanh. Còn cái sữa mà lúc cổ ăn mặn nó còn đóng ở trong cái tủ đá đó, thì cổ lấy ra đó thì đứa bé nó uống cái bữa nó nhả ra. Bởi vì khi mà nó uống cái sữa ăn mặn thì nó không phân biệt được, nhưng mà khi cổ có lúc cho uống ăn mặn, có lúc sữa ăn chay, thì cổ lấy cái sữa ăn chay cổ cho nó bú thì lúc nào nó uống cũng hết bình sữa đó. Ở cái thằng nhỏ này lạ. Rồi khi cổ lấy cái sữa mà sữa cái lúc cổ ăn mặn đó còn đóng trong cái tủ đá đó, cổ cho nó bú thì nó bú mà nó uống cái sữa đó có nhiều lúc nó nhả ra, nó ẹ ra. Và cổ thấy cái sữa nó ẹ ra nó tanh khủng khiếp. Bởi vì do cái ăn mặn đó nó biến thành máu, mà máu sanh ra sữa, cho nên cái đồ ăn mặn đó nó tanh, nó hôi, cho nên thành ra nó thấm trong máu rồi bắt đầu nó mới sanh ra sữa, cho nên sữa này vẫn tanh hôi. Cho nên cổ nói, thưa thầy, thầy có biết không, sữa ăn chay nó khác cái sữa ăn mặn lắm đó thầy. Thầy hỏi thầy đâu có biết đâu, thầy đâu có sữa đâu mà thầy biết. Bắt đầu cổ mới ngồi cổ phân tích cho thầy nghe. Thì cuối cùng là đứa bé này nè, khi nó uống sữa chay, nhớ ngang, khi nào mà có cái bình sữa mà lấy trúng cái bịch sữa mà chay đó, bởi vì sữa của cổ thì trong mấy ngày ăn chay nó vẫn còn sữa ăn chay, sữa ăn mặn, thì cái sữa mà cổ lấy đóng ở trong tủ lạnh ra đó, mà cái bữa đó là sữa mà sữa rất ra lúc cổ ăn chay đó, thì nó bú rất là ngon và nó uống hết và nó ngủ rất là ngon. Nhưng mà khi mà cho nó uống lỡ mà cái sữa mà ăn mặn á ha, nó tanh hôi nó nhả ra, thì cho lấy hết tất cả những cái sữa ăn mặn á, cổ vứt cổ bỏ trên. À, thì chúng ta muốn nói cho quý vị biết rằng là có những đứa bé khi nó đến với mình, nó khóc lóc, nó ngang ngạnh, nó ngỗ nghịch, nó ngang tàn, nó không biết nghe lời, thì lấy công đức ăn chay hồi hướng, lấy công đức phóng sanh hôm nay nè hồi hướng, và lấy công đức niệm Phật hồi hướng, lấy công đức lạy Phật hồi hướng, lấy công đức tụng kinh hồi hướng, thì cái nghiệp của nó giữa nó với mình được hóa giải. Mà khi hóa giải rồi, cuộc sống mình sẽ bình yên. Và mình muốn gì được đó, muốn nó không khóc là không khóc, muốn nó ngủ là nó ngủ, mình nói sao nó nghe như vậy, thì nó với mình gọi là ân nghĩa với nhau, hiểu không? Còn nếu nó với mình là oán thù với nhau á, thì mình nói nó không nghe. Vì sao oán thù vậy? Vì biết đâu là cái đời trước của cái đứa bé này nè, là con cá, con gà, con vịt, con heo, mình ăn thịt nó, mình giết nó. Mà khi cái đời đó nó hết rồi đó, thì nó chuyển làm người, nó vô nhà mình. Mà khi nó vô nhà mình á, thì nó phải đòi nợ. Bởi vì mình ăn thịt nó thì nó phải đòi nợ mình. Mà mình giết nó thì nó cũng tìm cách nó giết lại mình. Quý vị có nghe con cái xin tiền cha mẹ không cho mà nó nổi khùng là nó quýnh chết không? Nghe nó trong báo cũng có đăng á nghe.
Không phải là bỏng không đâu à, đều là nhân quả đó à. Thì như vậy hôm nay mình tin cái nhân quả của Phật rồi, mình không ăn thịt của nó nữa. Vì khi mình ăn thịt của nó thì nó sẽ là thân bằng quyến thuộc mình đời sau để nó đòi nợ. Mình phải trả nợ. Cũng như đời này con cái của mình nói nó không nghe, nó ngỗ nghịch, thì đời trước mình với nó là có gieo oán thù với nhau. Một là mình đánh đập nó, hai là mình chửi rủa nó, ba là mình ăn thịt nó, bốn là mình giết nó. Thì bây giờ nó tái sanh lại làm người, mà không phải con cái mình, mà anh em là dòng họ, họ sẽ làm cho mình khổ đau lại, chứ không phải là bỗng không. Cái luật nhân quả nó rất là chi ly. Mà trong tất cả nhân quả, mà cái nhân quả mà thọ mạng, cướp đi thọ mạng của loài chúng sanh là nhân quả quan trọng lắm. Vì cướp đi thọ mạng của chúng sanh á, như con gà, con vịt, con heo nó đang sống á, mà bị người ta giết rồi mình ăn thịt nó, mình cộng nghiệp á, thì cái nhân quả này rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng gì? Thọ mạng mình bị ngắn. Lắng nghe nha, thọ mạng mình bị ngắn. Ở trong này ai có muốn sống lâu mà mạnh khỏe không? Muốn không? Muốn sống lâu mà mạnh khỏe thì sao? Thì không phải mình muốn mà được đâu, mà mình phải hành động. Hành động đó là phóng sanh, hành động đó là ăn chay, hành động đó là khuyến khích người ăn chay, hành động đó là khuyến khích người phóng sanh, và hành động đó là gì? Là khuyên mọi người đừng giết. Đó là hành động để thọ mạng kéo dài. Đó là hành động để gì? Để thân tướng của mình thay đổi. Cái người phóng sanh một thời gian, thân tướng người ta mạnh khỏe lạ kỳ. Thưa quý vị, trong một cái chuyến đi Canada, chúng tôi thấy đúng là Phật gia trì cái sức khỏe. Từ Toronto mà bay qua bên New York chỉ có 1 tiếng 15 phút thôi. Nhưng mà trong khi đó chúng tôi bị an ninh, họ kiểm tra thức ăn, kiểm tra này, kiểm tra nọ. Và máy bay đi ra bên ngoài nó bị hư, nó quay vô lại là tổng cộng từ 9 rưỡi sáng đến 7 giờ tối mới tới New York. Trong khi đó bay có 1 tiếng 15 phút à. Mà kiểm tra tới kiểm tra lui, thức ăn này thức ăn nọ, mang đi Phật tử cúng thức ăn này thức ăn nọ, cứ đùm đề mang đi theo, họ kiểm tra thức ăn rất là chặt chẽ. Mà từ 9 giờ rưỡi ra sân bay đến 2 giờ 15 rồi bị trục trặc, máy bay nó ra phi đạo rồi cuối cùng nó kêu bị hư, nó quay vô lại. Mà ngồi suốt đợi ngoài sân bay nó mệt mỏi như vậy đó, mà qua lại New York tiếp tục giảng. Mà khí hậu nó thay đổi liên tục quý vị. Có chỗ lúc thì nó nóng, có lúc thì nó lạnh, nó thay đổi trong một ngày liên tục. Nhưng mà chúng tôi vẫn chịu đựng được nổi là nhờ cái sức dẻo dai của ăn chay. Vì cái sức dẻo dai của ăn chay cho nên thành ra gặp những cái hoàn cảnh đó nó chịu đựng được. Đặc biệt ở chỗ này ngày hôm nay đáng lẽ có một cái chương trình Phật Pháp Diệm Bầu, nhưng mà chú này chắc chú lên không được. Chú Đạt quay phim này có nói có một chú gần nhà chú, cái tay của ổng á, nó mất cảm giác, không điều khiển được. Mình điều khiển được tức là mình muốn cái ý của mình nó quơ qua đây, nó quơ qua đây. Mình muốn nó quơ qua đây, nó quơ qua đây. Muốn cầm cái bông là nó cầm cái bông. Bây giờ ông này ổng muốn mà cái tay nó làm không được nữa. Chỉ riêng có cái tay không điều khiển được. Nhớ nha, lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Khi nghiệp báo nó đến với mình rồi, nó sanh ra những cái bệnh lạ kỳ, mình không lường trước được. Mà khi nghiệp báo nó đã sanh ra cái bệnh rồi đó nghe, bác sĩ chữa không được. Có những cái bệnh bác sĩ chữa không được. Ung thư máu bác sĩ chữa không được. Chỉ bơm máu vô là sống, hết bơm máu vô là bắt đầu là chết à. Và anh này cái tay nó không có quơ được, tức là nó không có điều khiển được. Chỉ có tay trái thôi, chứ giờ tay phải nó liệt à. Mà nó liệt lạ kỳ, thí dụ nó tai biến nó liệt nửa người luôn đi. Không, nó liệt cái tay không à. Chắc cái tay này hay cắt cổ gà hay sao nó liệt. Rồi sao phải không? Rồi ông nghe chúng tôi giảng về vấn đề phóng sanh, bắt đầu ông đi phóng sanh, cái tay liệt á, ông cố gắng cầm cá ông thả ông phóng sanh. Vậy mà giờ nó hết liệt quý vị. Chú là lạ. Đáng lẽ bữa nay chú Đạt quay phim này nè, là kêu ông lên Phật Pháp Nhiệm Màu ông nói á, nhưng mà nó lên không kịp, không có thời gian và không có phương tiện chú đi. Ông kể hai cái mẫu chuyện của những người mà nghe thầy tin cái công đức phóng sanh mà người ta hết bệnh mà bác sĩ chữa không được à.
Cho nên thành ra hôm nay quý vị có mặt ở trong này để quý vị nghe chúng tôi kể những mẫu chuyện thực tế này và nói đến công đức phóng sanh để quý vị có niềm tin. Thiệt ra đây là một cái kho báu quý lắm. Nếu mà hôm nay chúng tôi đi Canada về, chúng tôi phát cho mỗi người 2.000 đô đi, ví dụ vậy đi. 2.000 đô là 40 triệu á nha, ví dụ vậy đi ha. Thì quý vị cầm về quý vị xài cái nó hết. Hiểu không? Nhưng mà hôm nay thầy cho quý vị cái niềm tin của công đức phóng sanh này, cái niềm tin của công đức niệm Phật này nó quý hơn 2.000 đô. Nhưng mà khi cho 2.000 đô có đôi khi nó cho hết tiền rồi, hết tiền rồi đã cho người này ít người kêu nhiều, người ta cãi lộn, người ta giành lộn nhau, đôi khi người ta kêu thầy thiên vị nữa. Nhưng hôm nay thầy cho một cái buổi thuyết pháp này bình đẳng, giống nhau không? Giống nhau. Cho nên thành ra nói bố thí pháp là bình đẳng tuyệt đối trên bố thí, mà gọi là pháp thí là thắng mọi thí. Cho nên thành ra thầy chúc mừng những người có mặt trong ngày hôm nay được ngồi tại đây để nghe cái công đức phóng sanh này. Mà công đức này là cổ Phật dạy nha. Công đức này là 10 công đức của Phật dạy. Mà có nhiều người chưa nghe tin, chưa tin đến công đức này. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay họ đến nghe, họ nghe hiểu để họ làm. Và trong cái buổi giảng hôm nay á, mà quý vị ngồi đây quý vị nghe đó, cái công đức mà hồi nãy giờ thầy nói đó, nó đi vào trong tâm quý vị. Mà khi nó đi vào trong tâm mình đó, mình cảm nhận được công đức này, cho nên con người mình thấy nó hoan hỷ, nó khỏe ra. Hồi nãy giờ đang ngồi nghe giảng như vậy, thấy trong người có mệt mỏi không? Đó, thấy chưa, thấy chưa, đúng không? Bây giờ muốn nghe nữa không? Đó. Hồi nãy giờ ngồi đây mà kêu trời, ổng nói cái gì nghe chán chết, nó mệt mỏi thí mồ luôn, thôi kêu ổng ngưng ăn cơm cho rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình không cảm được cái công đức của người nói. Và cái người nói này người ta không nói to, đặt toàn tâm vào trong cái niềm tin, trong cái công đức phóng sanh này. Cho nên thành ra hai đối tượng này nghe thấy chán phèo à. Nhưng mà nãy giờ quý vị nghe thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn không? À, cho nên nhớ nè, lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nha. Lắng nghe nè, quan trọng. Chỗ nào quan trọng đó quan trọng à. Cái người giảng pháp và cái người nghe pháp khi tập trung cao độ, tập trung cao độ là người ta lắng nghe không phân tâm, thì nó tạo thành một cái sức định. Định trên công đức thì nó sanh ra một niềm hoan hỷ, gọi là pháp hỷ sung mãn. Nghe pháp sanh ra niềm hoan hỷ, cơ thể của mình nó mạnh khỏe, sung mãn tức là nó mạnh khỏe lên. Đây là một liều thuốc bổ diệu dược. Mà liều thuốc bổ này là thuốc bổ của tinh thần. Mà khi tinh thần nó được an định, nó được hoan hỷ, nó an lạc á, thì nó hoàn thiện, nó hồi phục lại sức khỏe. Và nó là một cái chất liệu để đẩy lùi những chứng bệnh. Lắng nghe nha. Còn khi mình buồn rầu, mình buồn bã, hay gọi là rầu rĩ, râu ria ra rậm rạp ha, thì sao? Thì đây là cái ý niệm làm cho cơ thể mình bắt đầu đi đến chỗ bại hoại, bệnh hoạn, đau đớn xảy ra với mình. Hôm nay quý vị tìm một cái hoàn cảnh ngồi trong một cái môi trường, dưới một cái ngôi chùa mà đơn sơ, trong một cái làng quê, mà quý vị cũng đến đây để ngồi lắng nghe những cái công đức mà chúng tôi nói. Đây là nhân duyên nhiều đời. Chứ có nhiều người ta muốn đến, người ta đến không được. Ra nửa chừng con cái đau bệnh, họ phải chở bệnh viện. Hoặc ra nửa chừng thì bị đau bụng, về ra tới cổng chùa chó cắn. Không phải đơn giản đi tới đây ngồi đâu nha. Quý vị có nghĩ là tự nhiên mình đến đây được à? Không phải đâu. Là một cái nhân duyên á. Cái nhân duyên mà mình tin tưởng lắm mình mới đến được nha. Chứ không phải là tự nhiên mình đến được đâu. Nó nhiều cái chướng duyên khi mình đi làm những công đức nha. Nhiều cái chướng duyên lắm á. Mà hôm nay quý vị mà thuận duyên đi đến đây được là giờ cái phước báu nhân duyên nó bảo bọc, nó che chở. Chứ không thôi là những cái chướng duyên là nghiệp chướng á. Nghiệp là hành động, mà hành động này là hành động xấu á, nó chướng ngại cái công việc quý vị đi làm việc tốt. Mà thường chúng ta nghe gọi là nghiệp chướng, nghiệp nó chướng ngại, không à? Hôm nay nghiệp nó thênh thang, nó mở rộng đường để chúng ta đến đây làm một cái lễ phóng sanh. Tuy rằng quý vị không trực tiếp thả con cá, nhưng quý vị đứng thấy một ghe cá cả trăm triệu như vậy mua đi thả, quý vị đứng cùng hoan hỷ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để hoan hỷ thả con cá, thì cái hành động này gọi là cộng nghiệp,
mà nghiệp đây là tịnh nghiệp. Nghiệp đây là nghiệp thanh tịnh, nó tương ứng với cảnh giới cực lạc. Khi mà cùng quý vị nghe chúng tôi nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị có cái công đức này ký gửi ở Tây Phương Cực Lạc. Và cái công đức này ở bên Tây Phương Cực Lạc là khi chúng ta về, chúng ta hóa sanh trong hoa sen á, thì cái công đức á, nó sẽ nâng cao phẩm vị. Nếu mà ở cõi này mà chúng ta tin tưởng những công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức niệm Phật, mà niệm xong rồi, phóng sanh xong rồi, hồi hướng về cực lạc, thì công đức này trở thành tịnh nghiệp. Còn hồi hướng về cõi trời nó trở thành thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp thì gì? Thì hữu lậu có ngày hết. Dầu cho quý vị về cõi trời đâu suốt là một ngày một đêm trên đó là 400 năm dưới này, nhưng cái đó vẫn là hữu lậu có ngày hết. Còn nếu mà hồi hướng về cực lạc để bỏ báo thân này, mình không sanh lên cõi trời, không sanh lên cõi thanh văn, không sanh lên cõi duyên giác, không sanh về cõi Bồ Tát, mà chỉ có nguyện sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Nhớ ngàn, lắng nghe ngàn. Hòa Thượng Tịnh Không nói sanh về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn là sanh về cõi trời. Vì sanh về cõi trời mình phải tự lực làm 10 điều thiện, mà phải 10 điều thiện rốt ráo viên mãn gọi là thượng thiện á, mới về được cõi trời nha. Mà trung thiện á là làm người nè. Mà hạ thiện á là loại Atula. Mà gọi là thượng ác, tức là ác mà không phải là cực nặng á, là súc sanh. Trung ác ngạ quỷ, mà hạ ác là hạng ác mà ác cực nặng á thì đọa vào địa ngục. Và ở cõi này nè, để mà làm ác dễ hơn là làm thiện, vì người ác nhiều hơn người thiện. Ở cõi cực lạc làm thiện dễ hơn làm ác, bởi vì không có cơ hội để làm ác, toàn là bậc thượng thiện nhân không. Cho nên thành ra nguyện về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn là sanh về cõi trời. Vì sao? Vì sanh về cõi trời là tự lực mình làm. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo khe khoang đông thọc rửa chửi, ý không tham lam sân giận si mê, mà phải làm được rốt ráo 10 điểm nha. 10 điểm là làm rốt ráo. Đó, thì quý vị mới sanh về cõi trời. Mà về cõi trời hưởng hết phước rồi cũng phải đọa lạc, gọi là cái quả của đời thứ ba. Nhưng hôm nay chúng ta về Tây Phương Cực Lạc vì sao dễ hơn cõi trời? Vì cõi Tây Phương Cực Lạc có thần lực của Phật A Di Đà nhiếp thọ và gia trì, gọi là tự lực và tha lực, hay gọi pháp môn này là pháp môn nhị lực, nó dễ hơn. Còn về cõi trời là tự lực mình phải làm. Còn để mà sanh được trung thiện á, mình để mình về lại cái cõi người, chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày cũng cả một kỳ công. Mà muốn được làm người, quý vị phải giữ đúng năm giới, không mất một giới, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo mà không uống rượu. Năm giới này quý vị phải giữ trọn vẹn thì đời sau quý vị mới được làm người. Phạm một trong năm giới này quý vị rớt không đủ 5 điểm lên lớp là lại làm người. Khó a ngàn. Coi chừng dính vào trong cái chuyện nói láo, mấy bà là dính cái vụ này dữ lắm à. Mua nải chuối 15.000, nói bán vốn 30.000 mới có tiền về nuôi con cái chứ, đúng không? Có không? Thú thật đi. Thảo à, năm giới này chua lắm à, chứ không phải dễ đâu á nha. Thấy một món vật đồ của người ta muốn lấy, khởi lòng tham, coi chừng dính vô trộm cắp. Không phải đơn giản đâu nha. Cho nên thành ra mình lỡ bị phạm giới rồi, ăn năn sám hối không phạm nữa, và có nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhờ cái sức gia trì của Phật để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một con đường sinh lộ. Nếu quý vị không đi trên con đường này mà nguyện về cõi thanh văn duyên giác Bồ Tát, cõi trời, cõi người, quý vị đi trên con đường này khó vô cùng, khó lắm. Còn nếu mà đi vào trên con đường mà tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về Tây Phương Cực Lạc, đây là con đường sinh lộ. Nếu không thọ mạng mình hết, mình cũng phải tái sanh. Một là người, hai là phải đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ba là lên cõi trời, mà cõi trời hơi khó. Thì bây giờ thọ mạng mình hết, mình đi đâu? Ở trong này có ai biết thọ mạng mình hết khi nào chưa? Biết chưa? Chưa thì coi chừng ngày mai. Không phải hù dọa đâu nha. Không phải hù dọa à. Bởi vì mình chưa biết thì coi chừng ngày mai. Nhưng mà ở trong này có ai nghĩ là ngày mai không? Không.
Vì không nghĩ ngày mai khi nó đến thì sao? Hốt hoảng, sợ sệt, run rẩy, lo âu, lo mất nhà, mất cửa, sợ mất chồng, mất con, mất nhà, mất cửa, mất con, mất cái và sợ mất cái thân này. Nhưng sợ nó có hết, nó có bị mất không? Sợ có bị mất không? Cũng phải mất vì thọ mạng hết. Bây giờ muốn cho thọ mạng kéo dài thì gì? Phát bồ đề tâm ăn chay trường, phát bồ đề tâm phóng sanh. Cái gia đình của cô Kim Sinh Phước mà hôm nay phát tâm phóng sanh với cho người nghèo, mấy đợt trước mỗi lần đám giỗ là gì? Mời khách khứa về, mua bên ngoài mang về đãi đằng cho người ta ăn, hả hê ê chề luôn. Và cái năm hình như là 2012, chúng tôi xuống giảng cái đề tài âm siêu dương thế, thì mời chúng tôi xuống giảng xong rồi cũng phải nấu một lần mặn để đãi khách. Và từ 2012 đến 2013, thì 2013 năm ngoái cũng tiếp tục khách đến là phải gì? Đãi đồ ăn mặn. Nhưng đến 2014 quyết định mời chư Tôn Đức Tăng Ni 16, 17 vị về cúng vườn dường trai tăng. Ai biết thì cứ đến dùng chay, không mời đến ăn mặn nữa. Sau khi lễ xong rồi, hôm qua đó là cúng dường trai tăng xong rồi đó, là gì? Tối cả gia đình, con, rể, cháu, chắc lên xe 16 chỗ chạy xuống Tiền Giang ngủ đó. Sáng hôm nay chạy xuống đây phát tâm phóng sanh. Người ta phải tích lũy và nghe những điều chúng tôi dạy, bắt đầu họ áp dụng từ từ. Mà từ 2012 rồi đến 2013 rồi hôm nay mới áp dụng được. Nhưng chúng tôi không bắt buộc họ phải áp dụng liền. Cũng như trong này thầy không bắt buộc quý vị phải ăn chay liền, phải ăn chay trường liền. Nếu không ăn chay trường được thì quý vị ăn chay ngày cũng được, ngày nào ăn cũng là được rồi. Nghe nói không ăn chay trường, ăn chay ngày thì nghe thấy được lắm, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì giống chay trường rồi. Không. Nhưng mà nhớ nghe, lắng nghe này nghe. Hồi nãy giờ bây giờ đang bắt đầu quý vị nhìn cái mắt quý vị đang chớp chớp chập chung rồi đó nghe. Hết nói chuyện rồi đó nghe. Bây giờ cảm xúc rồi phải không ạ? Công nhận hôm nay thượng tọa chủ trì cũng làm cái pháp tòa trang nghiêm cao ráo mà đẹp thiệt. Mỗi lần mà chúng tôi ngồi trên cao mà chúng tôi nhìn xuống toàn bộ mọi người như vậy, trong lòng nó rất là cảm xúc. Mà thường những cái pháp tòa đẹp như vậy là giảng hay, lạ vậy. Chúng tôi nhớ cái năm mà giảng tại Bình Dương, âm siêu dương thế á, cũng có một cái cây nó chỉ ra như vậy, mà hôm nay chúng tôi xuống coi thử có cái cây mà thượng tọa làm không thấy cái cây. Hồi nãy có một con kiến vàng nó đu cho nên nó cắn thôi. Mà cái năm 2012 ở giảng âm siêu dương thế ở dưới công ty của gia đình của cô Kim Sinh Phước, cô làm cái cây nó thò ra vậy nè. Kiến vàng nó rớt xuống đen hết trơn luôn, nó bò nó cắn chúng tôi tùm lum tùm la nó cắn. Cỏ thì con nghĩ kiến chắc nó không có sao đâu, mà kiến vàng nó rớt xuống nó đu nó cắn, đang giảng cái bắt con này, đang giỏng cái bắt con này, đang giảng cái bắt con này. Cho nên nãy thầy thấy một con kiến vàng rớt đây, thầy cứ nhìn lên trên không biết ông thầy không có bỏ kiến vàng lên đây nữa không. Đó. Quý vị biết một cái buổi giảng hôm nay thực sự nếu mà có chúng tôi là chúng tôi cố gắng thuê ghế đó cho quý vị ngồi trên ghế hết nghe 2 tiếng nó không có mỏi chân. Ha. Vì vậy cho nên cái ở trong này nó xa xôi, hẻo lánh, nó không có điều kiện được, chỉ có một ít người bên ngoài có ghế thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy những cái hoàn cảnh ngồi dưới đất như vậy nè, rồi trong một cái hoàn cảnh này chúng tôi thấy nó rất là hoan hỷ. Cho nên gia đình của cổ nói thầy con muốn phóng sanh, thì tự nhiên thầy nghĩ đến cái chùa này. Thầy nghĩ đến cái chùa này vì thượng tọa lên tới chùa ở trên chúng tôi á, năn nỉ xin có một lần trở về đây phóng sanh nữa. Thì từ bên Canada chúng tôi chỉ đạo về cho chú Quang á, là phải sắp xếp xuống dưới cái chùa Linh Phước này để phóng sanh. Tuy rằng đi vất vả đó, đi phải 2 chặng á. Chiều hôm qua phải xuống tới ngay chỗ nhà chú Tư ở Tiền Giang ngủ á. Ngủ xong rồi sáng hôm nay là 4 giờ khuya bắt đầu thức dậy á, là bắt đầu đi xuống tới đây là 7-8 giờ. Nó 2 chặng như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn thích cái chùa này. Bởi vì thượng tọa phải nói là ông lo rất là chu đáo. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng tôi khoái khoái cái đợt trước pháp tòa cũng đẹp, đợt này cũng đẹp nữa. Quý vị biết à, một cái buổi lễ như vậy nè, mà cái hoàn cảnh được trang nghiêm trang hoàng như vậy đó,
mà quay vô đĩa rồi đưa lên trên mạng, một ngày vô trang web vô lượng thọ.vn của chúng tôi là 25.000 người. Khắp nơi trên thế giới họ vào đó họ nghe cái đĩa phóng sanh. Cho nên chúng tôi trân quý những cái buổi giảng. Và hôm nay cái buổi giảng này mà có chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ngồi như vậy đó ha, thì được gì? Được vào trong phim thấy chư Tôn Đức Tăng Ni cũng ngưỡng mộ phóng sanh, cũng ngưỡng mộ cái lối giảng của Thầy Giác Nhàn, cho nên ngồi lại đây, chúng nó cũng dường cơm nha. À, giờ đây chúng tôi đọc một đoạn của Tổ Ấn Quang nói về chuyện phóng sanh. Tức là hồi nãy giờ chúng tôi giảng một tiếng đồng hồ rồi đó nha. Hồi nãy là 9 giờ mấy, bây giờ 10 giờ 15 là một tiếng đồng hồ rồi. Thường cái đĩa chúng tôi là giảng 2 tiếng đồng hồ. Thì quý vị cố gắng ngồi khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Ngồi được không? Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn của Ngài Ấn Quang dạy vấn đề phóng sanh nha. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Nhớ nha. Hết thảy chúng sanh là gà, vịt, heo, chó, người, bò, dê, tất cả các loài nhỏ nhất, loài muỗi, loài vi trùng á, loài chứa con trùng á, con trùng mà bò dưới đất á, cũng là có Phật tánh luôn. Cho nên nó hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Gà, vịt, heo, chó là cha mẹ của quá khứ, và chư Phật vị lai là những con này nè, nó sẽ thành Phật trong tương lai vì nó có Phật tánh. Cho nên không giết mà ăn, và không ăn khi người ta đã giết. Vì cha mẹ mình mà cha mẹ mình sao mình lại ăn? Mà vị lai chư Phật là tất cả chúng sanh này là thành Phật trong tương lai. Cho nên mới nói là phóng sanh là phóng Phật, mà sát sanh là sát Phật mà. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên thỏa miệng bụng. Hôm nay mình tìm cách. Mà quý vị biết chúng tôi mà hôm nay để mà xin được cái lễ phóng sanh này phải kỳ công lắm nha. Thượng tọa trụ trì ngày đêm lo từng thức ăn á, nhờ người đến đây nấu 2.000 phần ăn. Mà với cái lượng người này không đến 2.000, không biết quý vị về rồi thượng tọa ăn mấy ngày mới hết cơm đây. Cho hỏi tội nghiệp, ông lo đủ thứ quý vị. Rồi đóng cái pháp tòa nè, mà ông đóng, ông thượng tọa, ông phải thượng tọa trụ trì, ông phải chui xuống đây, ông đóng cho ông sở thầy ngồi, nửa chừng thầy sụp xuống sao. Ông làm từng cái cầu thang bước lên, rồi tìm cũng làm từng chút, đi mượn mấy cái ghế nè, chứ chùa nghèo đâu có những cái ghế mà cho sư cô này ngồi. Đi tìm những cái ghế rồi đóng cái bàn. Nghe một tháng phóng sanh này mà ông thượng tọa ông lo một mình, cho trong này quý địa vị đi về hết rồi, còn mình sư bà 91 tuổi với thượng tọa à, với một hai bà nấu ăn nữa chứ không có ai nhiều à. Nhưng mà thượng tọa làm được cái rạp, làm được cái bạc, mà làm đóng cái pháp tòa mà lo như vậy là cả một kỳ công đó quý vị nha. Đó, trải bọt bạc simili cho quý vị ngồi á. Và phải đi xin giấy phép tới tỉnh luôn á, phải đi xin giấy phép nữa. Là phải lo không biết bao nhiêu việc, hôm nay mới được một cái lễ phóng sanh. Mà người nào có phước báu nhân duyên lắm, hôm nay mới được ngồi trong này. Chúng tôi không phải thổi phồng sự việc đâu nha, không phải thổi phồng sự việc đâu. Quý vị biết trong cái chùa quê này đó, đó ngoài là ruộng nước mênh mông kìa. Ruộng nước nằm sắp lớp như vậy đó. Mà bây giờ thành một cái mặt bằng này để lót simile cho quý vị ngồi, cả một kỳ công về đây 20 mấy năm trời. Hồi nãy thượng tọa nói cái chùa của tôi bữa nay gần như là nghèo, giống như thầy hồi xưa có nhiều lúc không có tiền mua một bình ga, trong này đâu có Phật tử nhiều để cúng dường đâu. Hôm nay tôi nghe Phật tử về nhiều tôi mừng lắm, nhưng mà thầy thì lại kêu không biết chút nữa họ cúng bao nhiêu đây. Họ cứ để cái thùng ở đó đi cúng dường tâm bảo kìa, chút nữa ai có ít bỏ ít, có nhiều bỏ nhiều, không có khỏi bỏ, nhưng mà bỏ 20-30 triệu cũng được. Thật ra nhìn cái chùa sao thấy nhìn thấy cái chùa nó thảm đảo, mà có cái cửa không vẽ cây mai. Bây giờ thực ra mà nói là cái chùa này chúng tôi tâm đắc, chúng tôi để cái tâm vào nhiều nhất, cho nên nó lên cái đĩa này nó đi khắp thế giới á, nó đi the world biết không, the world khắp thế giới,
là để cho mọi người khắp thế giới lưu tâm đến cái chùa này giùm. Thượng tọa rất muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà, nhưng mà nó rách nát, nó mưa giọt quá trời rồi đó, cho nên thành ra hôm nay có ai đại gia đại thịt gì thì cứ bỏ vô nhé. Chúng ta nhớ cái chùa, cái chùa Như Thành ở Trà Vinh, trời, nó còn thảm hơn chùa này nữa, bằng lá dừa, quá trời thảm luôn. Khi mà giảng lên xong rồi một cái, quý vị biết sao không? Đi cái đĩa đi các nơi, Phật tử cứ kêu thầy, con ở bên nước ngoài, con nghe thầy giới thiệu cái chùa Như Thành ở Trà Vinh nó quá nghèo đi, cho con gửi về cúng dường. Bữa nay ông xây cái chùa quá lớn, ông trời ơi cảm ơn thầy, bữa nay tôi làm cái chùa quá lớn luôn, nhờ thầy giảng cho nên là ra Phật tử ở nước ngoài, nước trong người ta biết á, người ta nghe cái đĩa xong người ta gửi về người ta cúng dường, tôi cảm ơn thầy, bữa nay đỡ lắm. Hỏi có dư không, đưa thêm đi, đưa cho chắc nhàn ít đi, ông kêu không, chưa dư. Hôm nay có mấy cô ở bên Ohio ha, có mấy cô ở Ohio đi về đây theo thầy phóng sanh. Cái cô ở Ohio này rất là lạ kỳ, từ Ohio mà cô bay qua tới Oregon để cô làm một cái lễ phóng sanh ở bên Mỹ về ạ. Đâu đứng dậy cho người ta coi kìa. Đó, cô ở bên Ohio đó ha. Hôm bữa gặp thầy ở bên New York, bữa nay về đây cả một đoàn đi phóng sanh. Cô nói lạ nghe. Lắng nghe nè nghe, lắng nghe nghe. Cái lúc trước á nghe, ở trong nhà con về là con bực bội, trong người con nó nóng nảy, nó cứng, nó cắn rứt, nó khó chịu lắm. Mà khi ông chồng con nói ra là con sực liền, còn con nói là ông sực liền, cãi lộn suốt ngày. Khi con đi đến Oregon, thầy tổ chức tu 2 ngày xong con về, trong người con mát mẻ, nó không có bực bội nữa. Mà ông nói cái gì con cũng nhịn, bữa nay gia đình con rất là hài hòa. Cho nên thành ra thầy đi tới Tô Lân Tô, thầy giảng, ông chồng con ông chở qua đây. Bữa nay thầy thấy ông ngoan không? Cái ngoan lắm rồi đó. Chỉ có qua Oregon tu 2 ngày thôi mà về thay đổi cuộc đời. Bây giờ trong người nó mát mẻ. Cho nên thành ra cái ngày phóng sanh ở Hậu Giang là cô cố gắng con xuống để con ngồi thực tế trong cái buổi phóng sanh con nghe thầy giảng. Kiến. Thì con ngồi thực tế tại cái buổi lễ phóng sanh con nghe thầy giảng. Bây giờ tự nhiên chúng tôi nhìn thấy mặt cỏ ở trong này, cả một đoàn bên Ohio. Chúng tôi cũng không ngờ những người này là chỉ nghe qua băng đĩa thôi nha. Những người này chỉ nghe qua băng đĩa thôi. Hôm trước ở bên New York cũng có một cô đó. Cổ là chủ một cái tiệm vàng, hột sòn, rồi đô la, đại khái là bán những cái đá cẩm thạch. Thì cổ quý thầy lắm. Khi cổ tha thiết cổ mời thầy đến đó, thì cổ tặng cho thầy một cái tượng Quan Âm bằng cẩm thạch nha. Mà chẳng nói cái sợi rồi chặn đường thì chết đấy. Không, nhưng mà họ chặn đường thì cho họ cũng được, không sao. Thì khi thầy vô cái tiệm của cổ đó thì cổ tặng cho thầy một cái sâu chuỗi bằng ngọc thiệt, nhưng mà bữa nay cất cả nhà rồi cho không có mang đi. Nhưng mà tượng Quan Âm này thì kỷ niệm á, cổ tặng cho thầy mang đi bằng ngọc thiệt nha. Thì cổ nói thưa thầy, lạ kỳ, cái lúc trước con chưa biết tu á thì cái tiệm của con nó lớn như vậy nè, con ăn không ngon, con ngủ không yên. Hỏi ổ sao kỳ vậy, giàu có mà sao ăn ngon ngủ không yên? Con sợ ăn cướp. Cái ổ có của mà cũng khổ vậy hả? Lúc đó vậy con làm sao? Con bất an dữ lắm thầy. Thầy mới nói như vậy là có của cũng đâu có sướng. Con nói đúng, có của cũng không sướng. Nếu không biết tu là không sướng, không có sung sướng gì cả. Nhưng hôm nay con niệm Phật rồi, con thấy con không sợ nữa thầy. Cái ổ sao hay vậy? Con niệm Phật rồi con hiểu nhân quả. Nếu mà người ta lấy đó là do mình ăn cắp người ta, mình nợ người ta, bây giờ mình phải trả. Còn nếu con không ăn cắp, con không nợ người ta thì không bao giờ người ta lấy được của con. Con nghe thầy nói cái nhân quả, bây giờ con niệm Phật cho nên của con đó, cả nhà thầy thấy không, con không có sợ mất nữa. Ồ hay vậy ta. À rồi đó, có bữa đó có cái cô đó, cô mua một cái chiếc cà rá mà bằng vàng mấy ngàn á. Thì cô nói tôi chưa có tiền thì bây giờ cho tôi mua rồi vài bữa tôi trả được không? Kêu được, chị lấy về đi. Thì cái cô kia nói, ồ cô không sợ mất à? Không, bữa nay tôi niệm Phật là tôi không sợ mất nữa. Ồ lạ vậy ta. Rồi vài bữa cái cô đó nói, tôi có tiền mà tôi chưa ra trả, tôi quên. Cái không, từ từ trả cũng được. Nếu mà tôi sợ mất, tôi
tôi gọi điện cho cô thì tôi đâu có đưa cho cô mang vàng chi. Vậy mà cô ra cô trả con rồi cô còn cảm ơn con rồi cô nói sao chị tốt bụng quá. Thì cái cô này cô nói do tôi niệm Phật chứ tôi mới tốt bụng, chứ lúc trước tôi chưa niệm Phật đố mà bà mang về được. Còn lạ kỳ ngang. Cái người niệm Phật là có của cũng sướng, mà có của cũng hạnh phúc sung sướng, mà không có cũng sung sướng hạnh phúc. Mà cái người không biết niệm Phật, không biết tu là có của cũng khổ, mà không có cũng khổ. À, con nói thưa thầy, thầy biết không, mỗi lần con nghe thầy thuyết pháp mà con tập trung á, con tập trung đến cái mức độ là con nhìn vô màn hình mà con thấy thầy y như ngồi có trước mặt con, mà ngồi thiệt trước mặt con á, mà ngồi trước mặt con là ngồi thiệt luôn á, chứ không phải qua màn hình. Cho nên những cái băng đĩa này nè, những cái băng đĩa này ngoài cái việc mà hơn 1.000 người này ra đó, thì nó còn mấy chục ngàn người người ta đang đợi cái đĩa này. Cho nên thành ra quý vị mà được về ở đây á, là quý vị được vô phim ảnh đi khắp thế giới. Mà khi người ta ngồi trên đó người ta nhìn mình đó nha, người ta ngồi trên đó người ta nhìn mình á, người ta thấy mình á, tự nhiên cái gương mặt mình quan hỷ, người ta quan hỷ mình có phước. Hiểu cái này không? Gọi là tỳ hỷ công đức á. Vậy lắng nghe lại ha, lắng nghe lại. Nhiều lúc chúng ta đọc những lời cổ tổ, chúng ta phải pha những cái câu chuyện vui, khôi hài mà thực tế nha, chứ chúng ta không có bịa đặt á, để cho quý vị nghe, để cho nó được vui vẻ hân hỷ, để cho khỏi buồn ngủ. Có ai ngủ không? Há nên thỏa miệng bụng, tức là cứu nó không hết, thì bây giờ làm sao lại thỏa? Thỏa tức là thích thú ăn, mà ăn vô qua khỏi cái cổ. Cái vị ăn mặn á, ăn thịt á, nó qua khỏi cái cổ, nó xuống cái bụng là xong rồi. Mà khi nó qua khỏi cái cổ, nó xuống cái bụng á, thì rau thịt giống nhau. Vì sao? Vì rau cũng là để cung cấp nuôi dinh dưỡng cơ thể mình, và thịt cũng là để có dinh dưỡng cung cấp nuôi cơ thể mình. Thì qua khỏi miệng, rau thịt giống nhau, nhưng có khác nhau. Khác nhau là nghiệp báo. Nghiệp báo đó là gì? Là ăn thịt thọ mạng ngắn và dễ sanh bệnh hoạn. Ăn rau trí rạng, thọ mạng kéo dài và ít bệnh hoạn. Lắng nghe nha, cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy, cảm xúc lắm mới giảng ra chỗ này được á nghe, chứ không phải đơn giản á. Hồi trước giờ là chưa nói cái chỗ này đó, quý vị hên lắm mới được nghe. Giảng đây là nó có cái cảm xúc chứ không phải là soạn trước à. Nghe từng lời từng câu cho kỹ nha. Ở trong này không có nói cái chuyện này, nhưng mà chúng tôi nghe đến cái đoạn là thỏa miệng bụng, thì trong đầu chúng tôi liền suy nghĩ ra qua khỏi ba tấc lưỡi. Cái lưỡi này ba tấc này ha, còn cái lưỡi của Phật là 90 tấc, le ra đụng hết cả cái mí tóc và xuống cổ luôn, gọi là tướng lưỡi rộng dài. 32 tướng tốt của Phật, có một cái tướng là lưỡi le đụng mí tóc kéo dài xuống tới cổ luôn. Còn mình nói láo nhiều quá, nó tới đây à, nó không đụng chóp mũi nữa, nói láo nhiều quá cho nên nó ngắn, nó thụt vô rồi ha. Mà sanh ra trong bụng á, trong bụng vừa sanh ra là ngọng luôn rồi nữa, quả báo á. Chê bai chỉ trích người ta là cái nghiệp báo. Thì cái lưỡi của mình á, nó cảm giác được cái dịch vị. Mà người mà có dịch vị, mà có thiện căn, có căn lành, và người này có phúc báu, có duyên với chánh pháp, người ta ăn rau rất là ngon, người ta ăn chay, ăn tương rất là ngon. Thì chính cái ý, cái dịch vị mà ngon đó đó, nó sanh ra dinh dưỡng để nó nuôi cơ thể. Còn người nghiệp báo nặng, ăn rau không được, nó lạc nhách ăn không được, cái miệng nó lạc mà nó khó ăn lắm, nhưng ăn thịt vô thì nó thấm vị, cái vị nó rất là ngon. Thì cái nghiệp báo người này nặng. Tuy rằng cơ thể người ta mập ngang, cơ thể người ta mập mạnh khỏe ngang, nhưng mà cái cơ thể mập mạnh khỏe không phải là sống lâu đâu à. Cái sống lâu hay không là tùy thuộc nơi cái sức sống của tư tưởng.
chứ không phải là sống lâu do cơ thể mập mà sống lâu, mà sức sống của tư tưởng nó được hoan hỷ vui vẻ, nó có cái niềm tin để sống, mà nó có cái sức sống trong tư tưởng thì cái sức sống này nó sẽ kéo dài thọ mạng. Mà cái sức sống này là vui vẻ hoan hỷ. Bây giờ chúng tôi ví dụ cho quý vị thế này, một cái mũi tên khi đặt vô cây cung bắn đi thì cái lực nó đẩy cái mũi tên á, mà cái lực mạnh chừng nào thì mũi tên đi xa chừng đó, mà cái lực yếu á, mình bắn nhẹ đó thì mũi tên đi gần. Cái thân mình là mũi tên, còn cái lực cổ đẩy mũi tên đi là sức sống trong tư tưởng. Mà cái sức sống trong tư tưởng này nó mới kéo dài cái thọ mạng chúng ta, chứ không phải là cái thân. Cái lực nó đẩy mũi tên đi, chứ không phải là mũi tên nó có tác dụng để nó đi. Mình hòa hiểu chỗ này không? Dễ hiểu không ạ? Như vậy, sức sống trong tư tưởng này để vui vẻ, hoan hỷ, để nó kéo dài thọ mạng qua chiều hướng gì? Qua chiều hướng niệm Phật. Vì A Di Đà Phật là vô lượng thọ thì thọ mạng sẽ kéo dài. Vì người niệm Phật trong danh hiệu A Di Đà Phật không có mừng giận buồn vui, không có rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Hiểu không? Hiểu không? Không có phiền não trong cái danh hiệu A Di Đà Phật. Thì người niệm Phật lúc nào người ta cũng vui, người ta cũng hoan hỷ. Thì đây là nó tạo cái sức sống cho thọ mạng kéo dài. Người đi phóng sanh như ngày hôm nay nè, đó là tạo sức sống cho tư tưởng. Người ăn chay là tạo sức sống cho thân thể kéo dài thọ mạng. Đây là bí quyết. Quý vị mà muốn đi học cái này, quý vị phải trả tiền dữ lắm. Hiểu không? Phải đóng học phí á. Hôm nay là miễn phí ngồi trong này á. Khi nhận ra nghe những cái chân lý này không dễ gì được nghe đâu nghe. Và có những người nghe mà người ta không có tin. Người ta tôi muốn mạnh khỏe, tôi muốn đầy đủ dinh dưỡng để tôi sống lâu, tôi phải ăn thịt chứ. Tôi phải ăn mặn, ăn cá, ăn heo, ăn gà, ăn vịt đồ chứ, tôi mới có được sức khỏe tôi sống chứ. Không phải. Có những người cái thân thể họ rất là mạnh khỏe, nhưng mà tinh thần của họ không có sức sống, cho nên thành ra họ buồn bã. Họ phải kết liễu đời họ bằng liều thuốc độc. Hoặc giả là gì? Họ mạnh khỏe vậy mà họ buồn, họ ra muốn đâm đầu vô xe cho chết. Có không? Có không? Có. Nên nhớ chỗ này. Vì sức sống trong tư tưởng họ không có, họ không có an vui để họ sống, họ buồn phiền. Vì vậy cho nên thành ra cái tư tưởng rất quan trọng. Hôm nay gì? Hôm nay mình về phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, nghe Pháp. Đó là mình đang lấy cái thức ăn của chánh Pháp nuôi dưỡng tinh thần. Mà càng nuôi dưỡng tinh thần nhiều chừng nào về chánh pháp á, chánh pháp là phóng sanh là chánh pháp, niệm Phật là chánh pháp, lạy Phật là chánh pháp, tụng kinh vô lượng thọ là chánh pháp, lấy chánh pháp đó nuôi tinh thần thì tinh thần mình sẽ an vui. Có tiền cũng an vui, không có tiền cũng an vui, giàu có cũng an vui, mà nghèo nàn cũng an vui, xấu cũng an vui theo xấu, mà lùn cũng an vui theo lùn, lé cũng an vui theo lé. Hiểu không? Nhớ nha. Giờ lắng nghe nha. Hồi nãy chúng tôi đang nói á, khi thức ăn vào trong miệng qua ba tấc lưỡi xuống dưới bụng thì rau và thịt đều giống nhau, vì mục đích là để cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể. Nhưng khác nhau là ở nghiệp lực. Nghiệp lực đây là hành động thèm đó, thèm thức ăn đó đó, thì nó sẽ gì? Nó sẽ sanh ra bệnh hoạn, vì trong thịt có độc. Giờ lắng nghe Tổ Ấn Quang nói này. Vả nữa, ăn thịt có chất độc, do chúng bị giết, tâm oán hận kết lại. Bởi thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn. Tổ Ấn Quang nói thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn. Vì máu sẽ bẩn cho nên thành ra cô Diệu Trang đó, thấy cái sữa đó nó tanh khủng khiếp luôn. Sữa đó là biến ra từ máu. Sữa đó là từ máu. Máu sanh ra sữa. Máu này bị nhiễm thức ăn mặn cho nên nó tanh quá trời tanh luôn. Mà nếu ăn chay đó, cô ăn chay đó, thì máu này sanh ra sữa, sữa không tanh vì máu không bẩn. Lắng nghe nha. Lắng nghe chúng tôi lý luận từng chữ từng câu nha. Nói tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh á. Cũng đâu biết tiếng Anh đâu mà nói. Lắng nghe nha. Thịt là vật uế trược,
ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo ra đầu mối cho bệnh tật. Cái này đọc từng chữ từng câu trong ống quan đại sư Gia Ngôn Luận. Ai muốn cầm thì chúng tôi tặng cái cuốn này. Ở trong này ai chưa có cuốn ống quan giơ tay lên coi. Vậy là một số người có rồi đó. Bây giờ nếu chưa có thì hôm nay chúng tôi không có mang xuống. Thì phải làm sao? Gọi lên số điện thoại không chết không chết là 0909. Rồi sao nữa? 747474 hoặc 0909998300 gọi vào buổi sáng. Chú ơi, con nghe thầy Nhàn giới thiệu cái cuốn ấn quan đại sư Gia Ngôn Luận hay lắm. Chú cho con một cuốn đi. Hoặc bạn con xin một cuốn nữa. Mấy chú sẽ ghi địa chỉ, đóng gói bỏ vô bưu điện chuyển tới tận nhà miễn phí. Phi miễn phí. Cứ một tuần là chở một chiếc xe tải thiệt lớn bỏ vô bưu điện để gửi đến tận nhà quý vị. Mà gọi buổi sáng cho buổi chiều mấy chú khóa điện thoại để tôi. Mà mỗi buổi sáng vào tầm khoảng 200 cuộc điện thoại người ta xin. Bởi vì không bán cho nên thành ra xin cho người ta gọi nhiều hơn bán. Mà cho thì nó mau hết hơn bán. Bán còn trả giá chứ cho khỏi trả giá. Chút nữa chúng tôi tặng cho quý vị cái đĩa ha. Giờ nghe từng câu từng chữ từng câu nè. Thịt, ăn thịt có chất độc. Trang 340. Nếu ai nghi ngờ cái chuyện mà tòa án quan nó ăn thịt có chất độc quá ha, và không biết thầy Nhàn đọc có đúng hay không á, thì về lấy cuốn ấn quan đại sư đọc trang 340, đếm ngược lên trên 246 hàng thứ 7, đếm ngược dưới lên trên hàng số 7. Ăn thịt có chất độc vì sao? Vì con thú khi nó bị bệnh mình không biết. Và trong cái tâm của con thú nó lúc nào cũng khó chịu, bực bội. Nó ngứa nó cũng không giải được như con người. Nó lở lét nó cũng không thể cũng không thể nó tự chữa cho nó được. Nó bị bệnh người ta cũng không có thể biết nó bệnh, bởi vì nó nói không được. Con heo có khi nào nó nói tôi bệnh không? Nó nói không được. Và trong cơ thể của nó có những ung thư nó không có, mình không có biết. Có một chú bên Seattle, chú Đức Trí nói, thưa thầy, con hàng ngày là con làm cái việc là người ta giết bằng máy, heo bên nước ngoài người ta giết bằng máy, người ta đưa qua từng khu á, thì nó là người lấp, chú này là người lấp từng mảng thịt bỏ hộp vô để đưa ra bán. Thì chú nói có những cái lúc miếng thịt đó nó bị rửa ra, con heo đó khi nó chết đó thì nó bị ung thư, nó bị rửa ra một mảng vi trùng nằm trong người con heo ung thư, thì nó chỉ lọc cái miếng thịt ung thư nó bỏ, còn kề bên cái miếng mà ung thư vi trùng nhiễm á thì nó vẫn lấy đi bán bình thường. Nhưng nó nói rằng là cái những con vi trùng này và cái con heo này bắt đầu nó bị bệnh rồi đó, mà người ta không biết. Nó biết như vậy mà nó vẫn phải ăn mặn, bây giờ nó thèm quá nó chịu không nổi. Nhưng khi nó đi tham dự pháp hội, nó nghe chúng tôi giảng ở tại bên Washington, thành phố Seattle á, thì hai ngày chú này tu xong á, ông về ông quyết định ông ăn chay trường. Ông kia cái pháp hội của thầy mở ra một cái phóng sanh thầy giảng á, cái hiệu quả của nó lợi ích vô cùng, là những người đã ăn chay rồi người ta càng ăn chay và khuyến khích người ăn chay. Và nếu những người chưa ăn chay là người ta phát tâm ăn chay với cái lực mạnh mẽ của thầy giảng. Và những người không phải ngồi tại đó mà ta nghe qua cái đĩa của thầy, giống như cô Dự Trang ở bên San Jose, miền Bắc Cali á, là cũng nghe một cái là cũng phát tâm liền. Nhưng tuy nhiên những người trong này họ vẫn còn ăn mặn, nhưng thầy nói họ, họ không có mất lòng họ, không có mất lòng họ, và họ không có bị một cái sự mà gọi rằng là cứng, gọi là khó chịu. Vì thầy cái lối thầy nói không phải là áp đặt và không phải là buộc tội họ nhiều lắm, thì họ cứ nghe đi, họ cứ nghe đi, nghe một thời gian họ chấp nhận vô điều kiện rồi họ sẽ ăn chay. Bây giờ chúng tôi quay trở lại trong thịt có độc nè. Vì sao trong thịt có độc? Vì con thú khi đưa vào trong một cái thế chân tường mình giết nó, cái tâm oán hận nó nổi lên, cái tâm bực bội nó nổi lên, cái tâm tức tối nó nổi lên, cái tâm hận thù nó nổi lên, thì cái tâm lý này nè nó biến dạng ra. Cái tâm lý đó nó gia vị ra trong thịt, trong xương, trong máu.
trong da nó toàn bộ nó biến thành một cái loại chất độc, vì cái tâm nó quá là tức tối, quá là sợ hãi và quá là đau khổ vì người ta đưa dao cho người nó giết, cho nên nó biến toàn bộ cơ thể nó thành chất độc. Cái này là kho học ngang. Và khi đem miếng thịt này về để lên trên lửa, trên dầu, trên chất nóng thì cái chất độc này nó gia tăng thêm lên. Mà bạn ăn vào không bệnh là chuyện lạ. Vì ăn độc, nghĩ độc. Nghĩ độc là gì? Hàng ngày nghĩ tham sân si. Rồi ăn chất độc vào cơ thể mà bạn không bệnh là chuyện lạ. Mà bạn đã bệnh vì ăn lò súc sanh, bác sĩ không chữa bạn được. Dầu cho chữa, đó là thuốc nó khống chế lại trong cái phạm vi đó thôi, nhưng nó tiếp tục sẽ sanh ra bệnh khác. Nếu thực sự là người ăn chay thì người này không thấy bệnh, bệnh không đến với họ. Gọi là nghiệp, người ta gọi là nghiệp nhẹ. Còn mình đã bị bệnh rồi mà mình chữa được thì nó sẽ sanh ra bệnh khác. Vì chữa đây là chữa cái ngọn, chứ không phải là mình lấy công đức để chuyển nghiệp. Nếu lấy công đức để chuyển nghiệp thì bệnh này nó sẽ dứt hẳn luôn, không cần thuốc nó cũng chuyển. Cũng như cái tay cái ông mà ông không điều chỉnh được á, không có thuốc gì uống cả, nhưng mà ông chỉ lo phóng sanh niệm Phật mà nó lại hết, cái tay ông sinh hoạt lại bình thường là nó hết luôn, nó tiêu nghiệp luôn. Còn nếu mà có thuốc để chữa đó thì nó chỉ hết cái ngọn. Hết cái ngọn nghĩa là cái nghiệp nó chưa tiêu thì nó sẽ sanh ra bệnh khác. Có một cái cô, trời, cô này cổ giàu quá trời, quý vị biết sao cổ giàu không? Cả một cái tiệm vàng quá lớn luôn, cô thấy cái người bên cạnh bị người ta vô bắn chết. Khi thấy cái người bên cạnh cũng tiệm vàng kề cổ mà bị bắn chết, cô kêu thế nào mình cũng bị bắn luôn. Sợ quá rồi, 20 năm về trước cô lấy cả một cái tiệm vàng của cổ, cô đi mua đất hết luôn. Còn 20 năm về trước đâu có ai biết mà đất nó có giá đâu, ngay chỗ Hà Nội mà. Mà lúc lúc đó nó rẻ quá trời rẻ luôn, mà cô lấy toàn bộ tiền vàng, cô đổi ra tiền, cô mua sạch sẽ đất luôn. Rồi kêu thôi bữa nay đổi vàng thành đất, để đó, an toàn hơn. Cô chỉ nghĩ an toàn chứ cô không có nghĩ là lời. Mà về sau, trời ơi, đất nó mua một mà nó bán 10, nó bán cả trăm luôn. Mua mà mua xào bây giờ bán mét vuông. Ô, con này cô giàu gì mà cô giàu khét tiếng đã tiếng ở Hà Nội. Mà không phải là ai cũng thấy người đó bán chết mà tiệm vàng đi mua đất hết nha. Bởi vì người đó không có phước cho nên không có chuyển cái đồng tiền nó sanh ra phước. Mà cái người không có phước có tiền đó, mua đất để đó mà bán không được, không có thể lưu hành cái tiền của mình được. Có phước mà xài không được. Bởi vì có phước mua đất mua nhà quá trời mà bây giờ muốn xài cái phước này để bán cái nhà này, bán miếng đất này, bán cái điều kiện này để mà mình đi xài á, nó không cho mình bán. Nó cứ nằm đóng đó à. Bởi vì có phước mà không xài sử dụng được nó thì gọi là phước này chưa viên mãn. Và phước viên mãn là mình có tiền mình điều hành được nó. Miếng đất muốn bán là bán được, cái nhà muốn bán là bán được. Tiền của mình nó sẽ uyển chuyển theo ý của mình, là người có phước được viên mãn. Còn tiền của mình mà mua nhà, mua cửa, mua đất, mua tất cả mọi thứ mà sử dụng không được nó là phước chưa viên mãn. Thì phải lấy cái công đức để điều chỉnh nó. Công đức đó là tụng kinh niệm Phật, ăn chay phóng sanh. Một thời gian thì cái công đức có thì nó điều chỉnh được phước. Hiểu chưa nào? Đó, lắng nghe cho kỹ ha. Thì giàu quá mà biết bị gì không? Bị cục bú trong não. Ôi trời ơi, giờ tiền bạc quá trời mà giờ cục bú trong não tính sao đây ta? Giờ làm sao? Đi bác sĩ nói về cái não trong này là xương, đồ này là mổ không được. Bú ở trong này không có mổ được. Mà gặp bú đây là cũng không phải bú hiền, bú ác. Mà quá trời một cái tài sản khủng khiếp luôn. Có 2 đứa con, 3 đứa con à. Bác sĩ bó tay rồi thì phải sao? Phải đi tìm tu sĩ. Tìm tu sĩ thì tìm ai? Tìm thầy giác nhà, nghe nói hình như niệm Phật hết bệnh. Là do tỉnh Thất Quan Âm lúc đó. Lúc đó là chưa có bao nhiêu người hết trơn. Niệm một thời gian giờ chụp chiếu lại, tự nhiên cục bú này nó nhỏ còn chút xíu à. Thay vì bằng ngón tay cái bây giờ nó còn chút xíu trên đầu ngón tay à. Trời ơi, cô mừng quá, có cái số điện thoại vi diệu quá vậy. Rồi không biết làm sao, cái cô kêu rồi, chắc là từ từ nó hết rồi, thôi khỏi điện thoại, đi về nhà ra Hà Nội, ăn uống, ăn mặn chơi, cái cục bú nó lên bự vậy nữa. Lạ, ủa sao kỳ vậy ta? Cô nghe vậy xong cô chạy vô chùa, cô niệm Phật tiếp. Cô niệm thì nó sẹp, mà cô đi về, cô ăn uống thịt thà, cô đi ra bên ngoài không tu thì cục bú nó lớn lên. Vậy nghe thấy nó cái chuyện lạ không?
thấy nó giống như là con người nó sống trong đó không? Đó là cái gì quý vị? Đó là nghiệp nó chuyển. Nếu tụng kinh niệm Phật là tịnh nghiệp thì nó chuyển ác nghiệp. Nếu không có tụng kinh niệm Phật thì cái ác nghiệp này bắt đầu nó lớn lên. Còn nếu tụng kinh niệm Phật ăn chay thì cái ác nghiệp này nhờ công đức đó nó chuyển cho nên nó nhỏ lại và từ từ biến mất. Cho nên thành ra trong người mình nó sanh búa nè, nó sanh tùm lum hết trơn á. Cũng như cái anh chàng ở dưới Vũng Tàu á, anh giết heo quá trời luôn. Bây giờ trong người ông bố cục đầy hết trơn, ông đau nhất ông chịu không nổi. Hình như anh có phát biểu Phật pháp dự bầu trên tình thất Quan Âm á, ở chỗ cô Ngọc Xuân Bà Rịa Vũng Tàu á, là anh giết heo quá chừng cho nên thành ra trong người ông bây giờ bố cục nó nổi đầy hết trơn. Thì ông nghe chúng tôi xong bây giờ ông đi phóng sanh, ông tụng kinh, ông niệm Phật, ăn chay, ông chạy xe ôm vậy mà bây giờ bú nó lặn từ từ, cục bú á nó lặn từ từ. Cái chuyện này là khoa học không thể tin nổi. Và người không thể tin điều này là do người ta không có duyên với Phật pháp. Cho nên nói rồi họ kêu làm gì có cái chuyện này, làm gì cái chuyện mà phóng sanh ăn chay niệm Phật mà tiêu nghiệp hết bệnh, họ không tin. Nhưng chúng tôi tin đó quý vị. Cái tin lớn nhất của chúng tôi là ba chúng tôi và bị bệnh sư tỷ, mà hết bệnh sư tỷ sống 9 năm là chúng tôi tin vào công đức phóng sanh niệm Phật, tin tuyệt đối. Nhớ nghe, tin vào tuyệt đối. Do chúng bị giết nên tâm oán hận kết lại, bởi thế cho nên trong thịt có chất độc. Nếu mà con thú á nghe, lắng nghe nè, tập trung lắng nghe nha. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài ăn được tam tịnh nhục. Nhưng tam tịnh nhục này Ngài đi qua một cái sa mạc. Ngài thấy cái sa mạc này nếu không có thịt con thú á, mà nó tự chết á, mà để lấy mà ăn á, thì không có rau cỏ và không sống được. Cho nên thành ra Phật thấy cái loài thịt mà con thú tự chết là không thấy, không nghe và không nghi. Không nghi người giết cho mình, không thấy tiếng kêu và không nghe cái tiếng kêu, không thấy nó chết và không nghi người đó chết, người đó giết cho mình ăn. Hả mà? Và nó phải tự động chết. Hôm nay quý vị tìm cái thịt đó có không? Người ta giết nó để làm gì tự chết? Mà nó tự chết như vậy, nó trong tâm nó không có oán hận, bực bội, tự nhiên thọ mạng nó hết nó chết. Thì Phật lượm những cái thịt đó ăn tạm cho một đoạn rừng, trong đoạn sa mạc á, qua khỏi đoạn đó rồi Phật không ăn nữa. Và Phật cấm mọi người ăn thịt chúng sanh và Phật lại đóng xương khô luôn. Trong kinh báo hiếu phụ mẫu ăn Phật lại đóng xương khô, phải không ạ? Đó, thì như vậy trong thịt này có chất độc là do con thú bị chết, tâm oán hận kết lại. Đây là lời của Bổ nói nha. Vì tâm oán hận đã kết lại cho nên trong thịt có độc. Vì người ăn bệnh, ăn thịt này nó nhiễm phải bệnh là chuyện tất nhiên. Rồi. Khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay ít bị nhiễm phải. Vì người ăn chay nó có chất đề kháng miễn nhiễm rất cao. Hôm bữa chúng tôi đi bệnh viện Hòa Hảo, chúng tôi khám cái quy chế của cái người mà cái chất miễn nhiễm trong gan, trong cơ thể mình đó là từ 1 đến 200 là cao lắm. Mà chúng tôi trên 1000. Ông bác sĩ còn hỏi, ổ thầy ăn cái gì mà cái chất miễn nhiễm trong cơ thể thầy cao với thầy nhà. Cứ ăn chay chứ ăn gì đâu. Còn hỏi ăn bao nhiêu năm rồi, kia mới có 31 năm rồi. Mà ăn chay này là ăn chay trọn vẹn ngang ngang, chứ không phải lén lén có ăn mặn đâu à. Không nói thiệt á. Thầy là thầy làm nghiêm chỉnh lắm mà, có gì nói đó, chứ không phải thầy lén lén tối thì kia mấy chú mua gì đó, bia, rượu, rồi đồ ăn mặn về thầy ăn đâu nghe, không có đâu á. Cô chiên tu mấy chú làm kỹ lắm á. Cái này nói thật, ăn trọn vẹn á. Và cái chất miễn nhiễm rất cao. Khi ôn dịch lưu hành, tức là bị gió độc nè, bị nước độc nè, bị những cái ôn dịch rồi nó lưu hành đó, bị nhiễm phải vi trùng này, vi trùng đỏ đó nha, thì thực sự gì? Thực sự mình không bị nhiễm phải. Cho nên cái người ăn chay là ít bị sida đó nha. Không có vi trùng nó nhiễm. Rồi nha. Hơn nữa, thịt là vật ế trược, ăn vào máu sẽ bẩn. Thịt là vật ế trược, ăn vào máu sẽ bẩn. Máu bẩn là máu gì? Máu bẩn là máu dơ. Máu dơ là máu bệnh. Máu bệnh là ung thư máu. Thì thế nào? Ấn Quang Đại Sư dùng cái danh từ máu bẩn rất hay. Người Bắc hay nói là gì? Bẩn quá. Miền Nam là gì? Dơ quá. Không ạ? Thì bẩn đây là gì? Là dơ, là xấu, là bệnh, là máu bị ung thư. Còn người ăn chay máu người ta rất tinh khiết.
máu người ta rất là sạch, sạch nha. Đó. Và tinh thần của họ tối tăm, vì con thú nó là si mê mới làm đồ thú nha, mà mình ăn thịt nó là mình nhiễm phải cái chuyện si mê đó, mà si mê tức là tối tăm á, thấy mạnh mẽ ngay đó nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh. Một cái thí nghiệm cho hai người, người ăn mặn leo núi với người ăn chay leo núi. Cái người ăn chay á, người ta leo chậm hơn cái người ăn mặn, nhưng người ta bền bỉ hơn. Người ăn mặn leo rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, nhưng mà mau mệt hơn người ăn chay. Cái sức khỏe người ta nhanh lắm, mạnh lắm, nhưng mà tan đi rất nhanh, hả mà. Rất dễ tạo đầu mối cho bệnh tật, rất dễ tạo đầu mối cho bệnh tật. Đó là nói chuyện ăn mặn. Còn nghe nữa nè, rau cỏ là vật tinh khiết, ăn vào khí thanh, trí đạm, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh. Người ăn rau, khí là hơi thở đó, không khí á, nó rất là sâu, rất là nhẹ, gọi là thanh khiết. Hơi thở người ta hít rất là sâu để lấy dinh dưỡng vào cho buồng phổi. Và trí đạn là trí sáng, cái trí mình được sáng suốt nha. Trí đạn đó tức là người ăn chay là được trí tuệ sáng suốt đó. Mạnh khỏe tức là người ta mạnh là ít bệnh hoạn, khỏe là sức khỏe dẻo dai. Lâu già, ai muốn lâu già không? Trong này gọi là chậm già. Chậm già là lâu già, lâu già thì trẻ mãi ha. Chậm già có nhiều chất bổ. Hôm trước thầy qua bên New York vừa rồi đó, cái cô đó cô nói: trời ơi, con coi hả thầy, ở trong đĩa con nhìn thầy thấy già, mấy năm trước nhìn thấy xấu ốm mà xấu quá à. Nhưng hôm nay tự nhiên con gặp thầy trực tiếp, tự nhiên con nhìn thầy thấy đẹp hơn tí xíu. Không phải mình tự khen mình nha. Hồi sáng nay tự nhiên chúng tôi ra, chúng tôi xúc miệng rửa mặt, cái chúng tôi nhìn trong gương á, chúng tôi cái ồ, bữa nay sao cái mặt mình nó giống Di Đà. Người niệm Phật Di Đà thì giống Di Đà, người niệm Quan Âm thì giống Quan Âm, mà ngày người nào mà niệm tham nhiều nó giống quỷ á nha. Phải nhớ nha. Cái gì cho cái chuyện ăn chay mà Ấn Quang Đại Sư nói chậm già là chúng tôi khoái lắm á nha. Người ăn chay niệm Phật là chậm già, người ăn chay niệm Phật là người sống lâu, và người ăn chay là niệm Phật là người bất tử. Người ăn chay, người niệm Phật là người trường sanh bất tử. Vì sao chúng tôi nói trường sanh bất tử? Người ăn chay niệm Phật là nhìn người ta rất là lâu già. Và sao nó là trường sanh bất tử? Vì lúc người ta ra đi thọ mạng hết, người ta ngồi ngay ngắn ra đi, mở mắt thấy Phật, không có chết, sống mà về với Phật, chưa kết liễu một đời, chưa bước vào thâm chung ấm, mà người ta đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đầy đủ tín nguyện, người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, mở mắt thấy Phật, sống mà về chứ không phải chết mà về. Không phải chuyển qua thân chung ấm, và không phải chuyển qua một cái thân khác, mà ngay cái thân này, ngay nơi cái thân thể này, và ngay nơi cái ý niệm này mà thấy Phật, chưa tắt thở, chưa chết, người ta ra đi về với Phật. Cho nên mới nói người niệm Phật là người bất tử, người niệm Phật là người tuổi thọ vô lượng, là trường sanh. Vì sao gọi là tuổi thọ vô lượng? Vì khi bất cứ một chúng sanh nào sanh về tới phương Cực Lạc, là sanh về nước của con, là nước của Phật A Di Đà đó, thì tuổi thọ của người đó bằng tuổi thọ với con, có thể gọi là trường sanh. Tên học, tên học. Trời, giảng đến cái chỗ này tự nhiên trong người nó cảm xúc nó phiêu đinh. Nó có cái năng lực nó lạ đó. Mà tin đến chỗ này không phải là dễ đâu nha, phải hành trì công phu, chứ không phải nghiên cứu trên kinh điển đâu. Cho nên quý vị mà nghe những vị thầy mà giảng tịnh độ, mà giảng đến chỗ này là quý vị phê dữ lắm. Gọi là đem phê đi phê, nó cảm xúc, con người mình là cảm xúc. Mà đúng thiệt như vậy.
Vì sao trong này chỉ có nói mới ăn chay thôi mà chậm vàng. Hôm nay chúng ta nói ăn chay mà phải niệm thêm niệm Phật nữa. Mà đã ăn chay mà kết hợp niệm Phật gọi là trường sanh bất tử. Trường sanh là sống lâu, trường là dài, sanh là sanh sống. Sống lâu, khi nào sống lâu? Trong cõi này thọ mạng họ kéo dài đến bao nhiêu? 112 tuổi. Ai? Pháp sư Hải Hiền 112 tuổi. 20 tuổi đi xuất gia không biết một chữ gì cả. Và niệm Phật đến 92 năm là 112 tuổi. Vì sao sống 112 tuổi? Vì niệm Phật ăn chay cho nên thành ra trường sanh. Trường sanh đến lúc nào? Là về tới cực lạc, thọ mạng được vô lượng gọi là trường sanh. Bất tử là gì? Là ngài biết trước ngày giờ mở mắt thấy Phật ngồi lên đài vàng về cực lạc, không phải là chết mà là bất tử. Tin không? Hòa Thượng Tịnh Không nói Pháp Sư Hải Hiền 20 tuổi niệm Phật 30 năm là đã được sự nhất tâm. Mà 60 năm đã vô niệm Phật tam muội đã được lý nhất tâm. Mà trong khi đó là ngày niệm 92 năm. Mà 92 năm này chỉ một danh hiệu A Di Đà Phật, không xen tạp trì chú, không xen tạp tụng một kinh gì hết. Bởi vì ngày đâu có biết chữ đâu mà thêm cái khác. Vậy thế mà biết ngày giờ tự tại ra đi, 92 tuổi mà còn leo lên cây để hái trái cây và còn ra cuốc cỏ. Mấy vị đệ tử nói bạch hòa thượng, sao mà ngài đến 112 tuổi ngài còn cuốc cỏ, ngài còn làm thôi để người khác làm đi. Thì kêu thôi, hôm nay ta chỉ làm một ngày nữa thôi, mai ta không làm nữa. Ủa ba ngày đi đâu mà khai không làm? Ta đi xa. Đi xa đó là gì? Là theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Ta theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Tuyệt lắm. Cái pháp môn tịnh độ là 10 phương chư Phật hướng nữ rộng dài thiết thành thập môn. Ai mà tán thán được công đức danh hiệu, ai mà tán thán cảm giác cực lạc, ai mà tán thán 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà để khuyến khích những người đó về tới chúng cực lạc, dầu người đó nghe hay là không nghe. Mà nếu họ nghe một lần là cứ nói nữa, nói một thời gian họ sẽ tin họ nghe. Mà họ tin họ nghe đời này họ chưa về được thì đời sau và đời sau nữa. Người chủng tử là chủng tử vô lậu. Thì công đức của quý vị nó sẽ vượt trội một cách lạ kỳ. Mà khi công đức này có rồi thì phước báu nhà cửa xe cộ ruộng vườn châu báu ngọc ngà nó sẽ đến với quý vị. Vì phước báu này từ công đức sanh ra. Mà công đức tán thán là thù thắng nhất. Mà tán thán danh hiệu của Phật A Di Đà, tán thán công đức danh hiệu của Phật A Di Đà, tán thán cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Hôm nay quý vị không có duyên ngồi trước pháp tòa như chúng tôi để tán thán, thì quý vị hàng ngày cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ là quý vị đang tán thán. Mà tán thán một thời gian lâu đi, lâu tức là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, mà kiên trì liên tục như Pháp Sư Hải Hiền mà tán thán một danh hiệu Đức Phật A Di Đà 92 năm, thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu đạo nghiệp hay lắm. Cái pháp môn tịnh độ này mà khi nói đến cái giây phút mà gọi là cảm được thần lực của Phật, cảm được năng lực của Phật gia trì rồi, trong người mình nó sung mãn, nó quan hỷ. Và cái đối tượng đó họ nghe mà họ cảm xúc được rồi, cái tính tâm đó nó vượt trội lên. Bình thường quý vị nghe như vậy nha, nhưng mà khi lúc lâm chung tự nhiên quý vị hoàn hồn nhớ lại những cái hoàn cảnh này, tự nhiên tâm của mình không còn sợ hãi, tâm mình không còn hôn mê. Và gì? Và nhất tâm niệm A Di Đà Phật, một niệm đến 10 niệm thì Phật và thánh chúng cây tay cầm đài vàng tiếp dẫn quý vị vãng sanh cực lạc. Cái phút này là thần tiên lắm nha. Mình tu cái pháp môn gì mà ngài Đại Thế Chí cầm cái đài vàng vàng đưa cho mình để đỡ mình lên. Chỉ có niệm A Di Đà Phật mới được cái phần thưởng này ngang. Chỉ có nguyện vãng sanh mới được cái phần thưởng này ngang. Trời ơi, mấy đứa nhỏ 7-8 tuổi nó ngồi nhìn không chớp mắt. Giảng tịnh độ mà những đứa bé 7-8 tuổi này nó ngồi không chớp mắt nữa. Và giảng tịnh độ này là đạt đến mục tiêu rồi đó nha. Có một đứa nhỏ bên Mỹ á, bên New York á, mỗi lần chúng tôi mở đĩa ra, mỗi lần má nó mở đĩa ra là nó đứng nó nhìn chằm hăm trước mặt, nó nhìn cho thiệt gần vậy đó. Má nó nói con lui ra, con nhìn như vậy là cái điện ở trong tivi nó làm hư mắt á. Kêu con nhìn xa không có thích, con nhìn gần con thích hơn. Nó đưa cái mặt nó sát cái tivi. Mà nó nhỏ mới có 7-8 tuổi mà tự nhiên nó nghe chúng tôi nói, nó cảm được cái năng lực á. Thực ra nó chưa hiểu tiếng Việt nhiều nhưng mà nó cảm được cái năng lực.
thực sự mà quý vị biết, chúng ta càng giảng về tịnh độ, nó càng về sâu, nó càng đến cái hồi cuối là con người mình nó dâng trào cảm xúc. Còn nếu người mà nói về lý thuyết, không có thực hành về tịnh độ đó, thì nói một thời, nói một cặp cái nó hết vốn, nó lạc đề, nó đi đâu á. Nó nói chuyện nhân thừa, thiên thừa, nhân thừa, bố thí, làm phước, làm lành, dĩ nhiên chuyện đó cũng cần, mà họ ngang đó thôi. Họ nói về cuộc sống hôn nhân, gia đình, rồi vậy vòng để nhân thừa với thiên thừa thôi. Họ không đi vào Phật thừa để tán thán công đức danh hiệu bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, để gieo vào tâm chúng sanh, để chúng sanh nguyện vãng sanh. Họ đi vào không nổi, vì bản thân họ muốn có làm, cho nên họ đi vào không nổi, không phải dễ đâu nha. Bản thân họ phải ngày đêm chắc chiêu từng câu Phật hiệu, chắc chiêu từng câu Phật hiệu, là dành thời gian niệm từng câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới lần đầu niệm thì nó có quên có nhớ, có quên có nhớ, về sau niệm liên tục, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, mà niệm liên tục giống như một sợi chỉ xỏ sâu một cái những hạt chuỗi. Một hạt chuỗi là một danh hiệu Phật, nó rời rạc. Bây giờ mình sẽ cho nó liên tục niệm A Di Đà Phật liên tục, để cho cái tâm mình nó xỏ sâu cái danh hiệu Phật này, thành một cái vòng tròn, như một hạt, một không phải một hạt chuỗi nữa, mà thành gì, một tràng chuỗi, một vòng tròn của cái chuỗi liên tục. Mà muốn niệm được dễ dàng như vậy, mà ra ngoài đường thì niệm lớn tiếng, người ta đôi khi cười mình á, người ta kêu mình khùng á. Có cái cô bên Pháp á, cô đi chung trên chuyến tàu để đi làm mà người Pháp không à, cô cầm cái điện thoại cô niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho người Pháp tưởng cô đang nói chuyện điện thoại. Không, chứ không có cầm điện thoại mà niệm như vậy nè, người ta nói cổ khùng, không cho cổ lên xe. Cô nói vậy đó, cái cô đó, cô Hồng á, tên cô Hồng, cô dắt ông chồng là người Công giáo về. Xong rồi á, ổng không hiểu tiếng Việt, và ổng nghe chúng tôi nói, và ổng thấy mọi người theo đông quá, cho nên ổng công sinh lên quy y luôn. Rồi chúng ta hỏi, ổ, ông là người Công giáo, như vậy ông quy y rồi cha mẹ ông có nói gì không? Ông nói là cha mẹ tôi chỉ cho tôi cái thân thôi, còn cái tư tưởng này tôi phải quyết định. Cuối cùng ông xin quy y, chúng ta có cái đĩa này. À, thì như vậy chúng ta muốn nói cho quý vị biết rằng là có những người mà người ta niệm Phật mà lớn tiếng quá thì nó sẽ gì? Nó sẽ gây ồn ào và người ta ngại. Thì cái niệm sao? Niệm thầm, hơi ra, tai vừa đủ nghe, tâm nhớ tưởng, liên tục như vậy, niệm hoài. Ấn Quang Đại Sư mới nói trong này nè, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Muốn Phật A Di Đà hiện lúc nào là Phật A Di Đà hiện lúc đó, và muốn về cực lạc lúc nào là Phật A Di Đà đưa mình về lúc đó. Bởi vì mình đã gì? Đã niệm đến toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như. Muốn như vậy là phải nhất môn thâm nhập, không xen tạp. Một danh hiệu mà niệm gọi là không xen tạp, một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng gọi là không xen tạp, tụng cho tính giải hành chứng, và tụng cho đến lúc năng tụng là mình sở tụng là kinh, tánh không tịch, cảnh giới xuất hiện. Đó là chuyên tu không xen tạp, một môn thâm nhập trường thời vô tu. Đó là lối tu của sư thường là các vị Bồ Tát. Đó là gì? Là các vị giác minh diệu hạnh Bồ Tát. Trong Tây Phương Sắc Chỉ nói rằng là không xen tạp, không hoài nghi và không gián đoạn. Và một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tính giải hành chứng được, thì tất cả bộ kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm đều tính giải hành chứng hết. Đó là lối tu tắt và nhanh trong thời hiện đại, và hợp với tất cả mọi căn cơ. Và Thượng Tịnh Không nói là gì? 50 năm nay tôi giảng nhiều kinh, tôi học nhiều kinh, tôi thấy quá là xen tạp. Hôm nay tôi chỉ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, ấn tấm một bộ kinh Vô Lượng Thọ, khuyến khích người tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng lúc lâm chung thì bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng bỏ luôn, chỉ còn bốn chữ A Di Đà Phật. Vì 48 lời nguyện, nguyện thứ 18 lúc lâm chung, một niệm đến 10 niệm là giải quyết được vấn đề, là ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà 10 niệm này với điều kiện là phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Mà đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên không phải là chỉ có một ngày một buổi đâu à. Đừng có nói là thôi giờ tôi ăn chơi cho thoải mái, lúc gần chết tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đủ 10 niệm rồi giáng sanh. Điều gì dễ vậy?
Cái đó cũng giảng sanh mà nó giảng sanh Tây Ninh chứ không phải Tây Phương. Hiểu không? Vì, vì thiện căn phúc đức nhân duyên đó mình phải có thời gian nha. Phải có thời gian đó. Hết giờ, hết giờ bể chén luôn. À, ở dưới cái xứ nóng như vậy nè mà ngồi giảng được 2 tiếng, tính ra là làm phóng sanh nữa là 3 tiếng rưỡi luôn á. À, nếu không có an trụ vào cái lời pháp, có một cái niềm nghĩ là trong khi giảng chịu không nổi. Quý vị ở dưới này quen rồi phải không? Quý vị ở dưới này là quen rồi phải không? Quý vị xứ nóng nó quen rồi. Thầy là mới hồi hôm qua là 18 độ, 19 độ rồi nó hạ xuống 30 mấy độ. Cái đầu mới là đầu nó long lên, nhìn không biết ai là ai, vì nó quay mòng không biết không. Bây giờ bắt đầu nó tỉnh lại, nó nóng quá. Cho nên quý vị biết cái gì mà để trong tủ lạnh mà nó lâu hư, cái người mà ở xứ lạnh nó cũng lâu chết dữ lắm. Không phải nói cái người ở xứ nóng, cái xứ nóng là mau chết, nhưng mà chết là nó mau thúi, mà cái người ở xứ lạnh nó lâu thúi nha. Quý vị biết không, ở bên những cái hội trường ở bên cái hội trường bên Canada đó, ở bên Mỹ, mà trong thời gian mấy tháng này chúng tôi đi giảng á, là vô cái hội trường đó nha, cái âm thanh đó nó rất là hay, chứ không phải bị trục trặc như hồi nãy đâu. Nhưng mà như hồi nãy chúng tôi cũng hiểu cái chùa quê đó có mình thượng tọa, cho nên thành ra thượng tọa làm như vậy là tốt lắm rồi, mình không có rất là quan hỷ nha. Rồi âm thanh nè, ánh sáng nè, vô trong đó nghe là ánh sáng nè, âm thanh nè, và máy lạnh á nó phủ đều hết luôn. Nhưng xuống đây cũng có máy lạnh, mà máy lạnh nó ra mồ hôi, nó ướt hết áo, bây giờ nó mát lại, còn máy lạnh đó. máy lạnh này nó gọi là tự lạnh, phải không? Không, nhưng mà biết sao nó nghe hàng, nhưng mà vẫn chịu đựng nổi, bởi vì có người chịu đựng ngồi nghe, hiểu không? Vì có người chịu đựng ngồi nghe thì mình phải chịu đựng ngồi giảng, và phải chịu đựng, chịu khó, chịu cực trong một đời ngắn ngủi này. Phải chịu khó, chịu cực trong một đời ngắn ngủi này. Khi mà chúng tôi đi qua nước ngoài, thấy người ta nghe cái băng á, đêm người ta làm việc về, có người nghe. Em của cô Diệu Trang mà có nghe đến 4-5 giờ sáng, và 7 giờ cô đi làm, cô chỉ nằm 2 tiếng đồng hồ, cô đi làm mà cô khi cô không có mệt. Vì cái niềm vui nó cấm trừ đi cái ngủ, và cái niềm vui này nó cấm trừ đi cái mệt. Cho nên khi họ nói như vậy, cho nên chúng tôi về, chúng tôi tổ chức phóng sanh, chúng tôi muốn giảng những cái đĩa làm sao để cho họ nghe mà họ cảm xúc, họ an lạc. Và chúng tôi kỳ công nha, đó quý vị coi 3-4 cái máy này nè, mang về chúng tôi trộn ra, ngồi cắt từng ly từng tí, từng lời từng chữ, bắt đầu mới bỏ lên trên mạng, mới mang xuống dập tặng cho mọi người, bòn mót từng chút như vậy. Cho nên nói làm phước phải tích phước, làm đức phải tích đức, nếu làm mà không tích, mình hưởng hết rồi thì coi như làm cũng như không. Làm phước chi bằng tích phước, làm đức chi bằng tích đức. Đó là lời của thiền sư Hư Vân. Ngài nói làm phước không bằng tích phước, làm cho thiệt nhiều mà không tích, làm đức chi bằng tích đức, làm nhiều mà không tích, không giữ lại. Còn thầy thì nói làm phước phải tích phước, làm đức phải tích đức. Tích đó là mình gì? Mình biết gom góp, mình biết gìn giữ. Quý vị làm có tiền mà quý vị xài một cách là phung phí thì làm hoài mà không có dư. Mình tới đây mình ăn chay niệm Phật tụng kinh tu hành, ra ngoài kia cái nó đụng mình cái mình nổi xong lên cái mất. Một ý niệm xong tiêu cả luồng công đức, nhất xong chi quả năng tiêu hoàn khoản công đức kia lâm. Chứ ở cái cõi này mình tích thì rất là, mình làm rất là dễ, nhưng mà tích giữ rất là khó. Vì vậy cho nên thành ra là cái giữ mới là cái quan trọng. Đó, bữa nay đi phóng sanh khổ cực, ngồi dưới đất dưới cát nha. Không, vô chùa là có phước có đức à. Ra vào kia kêu chọn nhìn cái bậc bài giống như cậu cái, nó bắt đầu mới nổi xong lên cho nó tiêu hết. Không biết tích, không biết giữ. Cái quan trọng là tích nha. À, gom góp để giữ. Thường là tiền là bạc á, nó có hiện tượng giới á, mình để dành. Những cái gì có hiện tượng mình cố gắng để dành dụm. Còn cái công đức này nó không có hiện tượng, nó không có nhìn thấy á, cho nên mình không biết gìn giữ, không ai chỉ mình gìn giữ. Phải gìn giữ ha.
9:15 giảng đến 10:15. Bây giờ là 11:15, 2 tiếng không? Thấy mau không? Nghe nữa không? Thôi hẹn dịp khác đi ha. Hẹn dịp khác đi. Muốn có một cái dịp khác trong cái hoàn cảnh như vậy cũng hơi lâu và hơi khó đó nha. Cho nên trân quý cái giây phút này ha. Trân quý cái giây phút này. Thật sự mà nói là hôm nay mà ngồi với ánh hào quang này cũng kỳ công lắm á. Biết ánh hào quang này không? Cái mặt trời đó, nó chói nha. Cái ánh sáng ở cực lạc á, nó không có gắt, khó chịu, đen như vậy. Mà ánh sáng ở cảnh giới cực lạc, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, đó là ánh hào quang của Phật. Khi chạm đến ánh sáng là trầm cấu tiêu diệt. Còn chạm đến ánh sáng là đen đúa xấu xí. Phật, phải lo lấy gì? Lấy bột để chết luôn. Phật, ánh sáng ở cõi ta bà này đó, nó gắt gỏng một chiều không? Một chiều tức là nếu mà mặt trời hướng này thì mình đưa cái tay như vậy thì ở phía sau không thấy. Còn ánh sáng ở cực lạc ánh sáng đa chiều, đó là ánh hào quang của Phật đa chiều, nhìn hướng nào cũng không bị chói chang. Cho nên cái cảnh giới đó là thuận tiện cho chúng ta về để mà di dân về ở bên đó. Còn ở cõi này là cõi tạm, là quán trọ, là một sân ga trong nhiều sân ga. Mà đoàn tàu, một đoàn tàu biết mấy sân ga. Rồi sao nữa? Quên rồi. Xin em xem anh như một ga nhỏ. Nghe đến đó không nghe thêm nữa. Đúng không ạ? Một ga nhỏ thôi. Nghĩa là gì? Đó là cuộc đời gói gọn trong thời gian 36.000 ngày là 100 năm. Còn về cực lạc là thời gian vô lượng năm, vô lượng đoạn. Đây là cơ hội để chúng ta để tu hành rất tốt. Nên về trên đó, nhưng đừng có mặc cảm tôi đàn bà, tôi tạo nghiệp nặng sao tôi về. Không phải đâu. Vua A Xà Thế nhốt cha trong ngục cho chết, hại mẹ là bà Vi Đề Thi. Vậy mà ăn năn sám hối, tạo ngũ nghịch trọng tội, nhưng vẫn còn tin chánh pháp, là tin danh hiệu Phật Di Đà, mà tin cảnh giới và tin Đức Phật A Di Đà. Ông bỏ hết tất cả những cái điều ác đó, ông ăn năn sám hối và ông phát tâm niệm Phật, ông vẫn được vãng sanh về thượng phẩm trung sanh. Trong kinh Vương A Xà Thế có nói, vì sao giết cha hại mẹ mà được vãng sanh? Vì ông không biết ông lỡ làm, và ông biết ông ăn năn sám hối, ông không làm nữa. Những cái tội này là tội của quá khứ, nhưng hiện tại cho đến tương lai ông không tội tạo mới, ông không tạo tội mới. Còn cái tội cũ á, ông đóng gói, ông đóng gói, ông tu vô là mang về cực lạc, để đó, hiểu không? Để đó rồi từ từ nó tiêu làm sao? Từ từ nó tiêu là tức là có nhân ác nhưng nó không sanh ra quả ác, bởi vì nó không có duyên ác. Duyên cái nó là duyên gặp thiện tri thức, gặp Phật, nghe pháp, đi cúng dường chư Phật, nó không có duyên ác, thì cái quả ác nó không sanh ra. Mà cái nhân ác nó làm tiêu đó, nó tự tiêu. Còn ở cõi này nè nha, cái nhân ác nó gặp cái duyên ác liền liền nha, bắt đầu nó sanh ra quả ác. Cái nhân ác là cái tâm mình có sẵn cái tâm tham, thích ăn thịt chúng sanh. Cái quả ác là nó mời đám cưới hoài. Cái duyên ác là nó mời đám cưới hoài. Mỗi lần đòi ăn chay là nó mời đám cưới. Mỗi lần ăn chay là người ta cho mình những con cá ngon. Ôi trời ơi, mỗi lần kêu không hút thuốc là bắt đầu nó cho mình 3 số 5. Mỗi lần quyết tâm không uống rượu, nó mang rượu ngon đó. Vừa rồi có cái ông ở bên Saskatoon đó, Canada đó, tôi kêu thưa thầy, từ khi mà con nghe thầy giờ phóng sanh ăn chay á, là con không ăn thịt nữa. Mỗi lần con ăn thịt bên Canada là con tới cái nông trại, con thấy con dê, con bò, con chỉ người ta con này là người ta giết liền, người ta đóng gói gửi về nhà con ăn vậy đó. Về Việt Nam là tôm hùm, tất cả những cái món ngon nhất khoái khẩu của con là tôm hùm, cá biển. Con ăn mà khi con nghe thầy nói là con rung mình rợn ốc. Con nghe cái gì đâu mà khi mình ăn, mình nhai, mình nuốt, mình nghiến, mình bầm ra. Rồi lúc mà mình gần chết thì nó hành cho mình tơi tả, te cua, tàn tạ. Con nghe cái miệng thầy con sợ quá. Thôi giờ con ăn chay, nhưng còn cái chai rượu này nè, con cho thầy. Ủa sao nên cho thầy rượu? Thầy, con cho thầy đi cho người khác, chứ con không uống. Bây giờ con cho người khác thì con cho người khác là con khiến người khác uống. Thì con mang tội sao? Cái ổ vậy là ông cho thầy cho người khác có mang tội không? Ông kia thầy cũng có mang tội mà cướp thầy nhiều cho nên đỡ hơn con. Tôi nói ổ sao ông khôn vậy?
sao ông khôn vậy? Ông kêu, hình như con ăn chay xong rồi con khôn ra thầy. Con niệm Phật rồi con khôn ra thầy. Ông kêu, ông khôn như thế nào được, con bây giờ thầy khôn hơn ông nè. Hỏi thầy khôn hơn ông, con sao? Ông mang cái chai rượu này, ông đi bán đi, ông đưa tiền thầy phóng sanh. Cái lợi này được cái nào? Đi bán đâu có khuyên ai đâu, bán là bán chung thôi. Phải không? Chứ bây giờ ông đưa thầy chai rượu, mà chai rượu nó làm đẹp lắm nha. Chai rượu 1.000 đô á. Chai rượu 1.000 đô mà cái hộp nó rất là đẹp. Ông mang ra ông cho chúng tôi coi á, thì chúng tôi đến nhà ông mang ra ông cho chúng tôi coi. Rồi kêu thôi thầy sách về thầy cho người ta cái đi. Thầy kêu thầy cho rồi thầy kiếm người ta uống rượu mà thầy không uống mà kiếm người ta uống thầy cũng mang tội. Thôi ông đem đi bán đi, ông bán đi cái rồi ông đi gửi tiền về phóng sanh. Ông cái ọt không được, ông đem đi bán. Cho nên thành ra khi mà người ta biết tu, người ta hiểu rồi, người ta sợ. Ta sợ cái nhân quả xấu. Đó, hết giờ mà cứ nói mãi tới giờ. Bởi vì thấy khán giả còn hưởng ứng ha, khán giả còn hưởng ứng. Thôi, nay thầy đói bụng rồi đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thầy thích, sư phụ Thích Giác Nhàn. Con tính tăng cương tính make up cleaner. Con làm diệu tiền. Thật ra hồi xưa giờ con không có biết Phật Pháp. Con không có biết nhiều, nhưng mà từ khi con nghe được cái vô tình con nghe được thầy Thích Giác Nhàn thuyết pháp phóng sanh ăn chay, con nghe được là con phát tâm ăn chay liền tới giờ luôn. Mà con ngủ con cũng nghe luôn, con để trên đầu nằm con nghe hết. Đến nỗi mà con mong con gặp mặt thầy Thích Giác Nhàn để con đảnh lễ thầy. Mà trong mơ con đảnh lễ thôi, ở ngoài con chưa được đảnh lễ. Nên hôm nay con muốn được lên đây con nói với tất cả mọi người để chia sẻ cảm xúc với con. Con ăn chay con thấy cái cảm giác nó làm sao? Dạ, từ khi ăn chay tới giờ là con sợ thấy con vật chết, là con sợ cảm thấy là tâm nó nhẹ nhàng mà nó thanh thản dữ lắm. Con khuyên gia đình con là cũng ăn chay, nhưng mà từ khi con ăn chay con đi quy y, rồi cái con cũng khuyến khích cha mẹ quy y, nhưng mà cha mẹ con ăn chay kỳ chứ không có ăn chay trường. Dạ. Hôm nay con được bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 32 tuổi rồi, nhưng con phát tâm, đang phát tâm cố gắng để tu sửa bản thân, để con muốn được đi xuất gia, được nương nhờ cửa Phật. Hôm nay con muốn được mọi người và tất cả các Phật tử và các tăng ni, các Phật Bồ Tát gia hộ cho con, để con sớm được nương nhờ cửa Phật, được mặc chiếc áo cà sa màu vàng. Dạ. Có chồng chưa mẹ đi con? Dạ, hiện tại thì chưa. Biết thầy hỏi gì mà cười. Dạ, từ trước tới nay con mong gặp thầy dữ lắm. Hôm trước con đi 18, 19 tháng 6 con có đi Đại Tòng Lâm gặp thầy, nhưng con muốn đảnh lễ thầy nhưng mà không có dịp. Hôm nay cho con được đảnh lễ thầy, để cho con được chọn ra ngoài con ngủ con của mơ nữa. Cái tấm lòng con nói rất là chân thật. Những người trẻ mà nghe đĩa chúng tôi phát tâm ăn chay, thầy nói lại cho kỹ là cổ nghe pháp thầy nhiều quá, cổ mơ thấy thầy, hiểu không? Cổ nói cái ý cổ là sự thật như vậy, vì cổ nghe pháp thầy cổ cảm được, cổ muốn thấy thầy mà không thấy được. Hôm nay thấy bằng xương bằng thịt, nhưng lúc trước thấy trong mơ. Nhưng nếu mình niệm Phật mình mơ thấy Phật thì tốt hơn thấy thầy. Nếu mà thấy thầy lúc vãng sanh thì thầy đến chứ Phật không có đến. Mà thầy thì không có khả năng đưa về cực lạc, chỉ có Phật mới có khả năng đưa về cực lạc. Mẹ của Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi nhớ thầy quá, ngày đêm tôi mơ tôi thấy thầy. Hòa Thượng nói: nếu mẹ nghĩ như vậy thì mẹ không được vãng sanh. Biết là như vậy, nhưng mà tôi là mẹ, nhưng mà tôi nghe thầy giảng, tôi hoan hỷ, tôi thích quá, cho nên thành ra tôi mơ thấy thầy trước rồi thấy Phật sau cũng được. Chúng ta không ngờ những người trẻ mà nghe đĩa chúng tôi mà phát tâm ăn chay trường, đây là món quà lớn lắm. Hôm nay cô ta có thể cầm 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu đưa lên cho chúng tôi không mừng bằng.
Cái này nói bằng tấm lòng chân thật trước Tam Bảo, không phải mang tiền ra cân đo đong đếm nói trong việc này. Nhưng ở trong này ai cũng thấy tiền là giá trị, cho nên chúng tôi muốn lấy cái giá trị ngoài thời gian so với cái công đức mà hôm nay cổ lên cổ nói ăn chay, cổ niệm Phật, cổ mơ ước về sau cổ đi xuất gia. Đó là món quà rất lớn đối với chúng tôi, nó hơn tiền bạc. Tiền bạc cổ cúng cho chúng tôi làm nó hết. Mà cái niềm vui mà cổ nói như vậy, nó tạo thành một cái sức mạnh chấn động trong tâm linh của chúng tôi lớn lắm. Cho nên có nhiều người nói á, mình có giảng ăn chay, mình giảng phóng sanh, mình giảng niệm Phật được mấy người. Người ta thấy như vậy, người ta không làm nổi. Và bởi vì người ta thấy ăn chay, niệm Phật, phóng sanh đơn giản quá, người ta không có giảng. Nhưng chúng tôi nói không phải đơn giản đâu. Cái này là phi thường lắm, phi phàm lắm đó nha quý vị. Vì ăn chay tụng kinh niệm Phật phóng sanh là chuyển phàm thành thánh, mà chuyển thánh thành Phật à, chứ không phải đơn giản à. Chuyển thánh thành Phật á. 11 rưỡi rồi, hết giờ rồi. Nãy giờ nói hết giờ từ 11 giờ mấy mà đến mãi nửa tiếng đồng hồ sau chưa hết giờ. Là thầy thấy cái tâm trạng của quý vị còn quyến luyến bệnh rịnh với thầy lắm đó nha. Thôi để dịp khác ha, dịp khác. Thực sự hôm nay chư Tôn Đức Tăng Ni ngồi đây và quý Phật tử ngồi đây nghe cái cảm xúc của thầy trong một chuyến đi hoằng pháp 2 tháng hơn ở Canada mới về. Và cái chùa này là một cái chùa mà chúng tôi rất là tâm đắc, bởi vì Thượng Tọa trụ trì ngài quý chúng tôi mà ngài quý ra mặt, ngài quý lắm. Cho nên thành ra ngài mới tạo được một cái buổi pháp hội phóng sanh cho chúng tôi giảng. Chúng tôi rất mang ơn Thượng Tọa. Thượng Tọa thì cứ kêu tôi mang ơn thầy Giác Nhàn, không có thầy thì làm sao tôi tổ chức được cái một cái lễ phóng sanh bao nhiêu con người này về. Nhưng Giác Nhàn lại cảm ơn thầy trụ trì hơn, là không có Thượng Tọa trụ trì làm sao mà che bạc che đồ làm pháp tòa Giác Nhàn được giảng. Thì mang ơn lẫn nhau. Mà nếu mà có bạc, có ghế, có bàn hết mà không có ai hết giảng dưới ghế được không? Cũng không được, mà phải có Phật tử mới giảng được. Thì cũng phải cảm ơn Phật tử luôn. Mà cảm ơn cũng chưa đủ, chút nữa phải cho ăn cơm à. Chúng ta không ngờ ở dưới đây cái dân quê nha, một số người quê có trình độ, có già, có con nít có, vậy mà cả mọi người đều hoan hỷ hòa mục với nhau. Chúng tôi mừng lắm. Cái công đức này nè, nó lớn lắm, nó siêu hình không thấy. Lấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Hồi nãy quý vị biết, khi chúng tôi lên mà cái loa nó rột rẹt ngồi trong kia, đợi mà quý vị ngồi bên ngoài này, chúng tôi cứ cầu Phật gia hộ, cầu Phật mãi để Phật gia hộ làm sao cho âm thanh nó ổn định, con ra con có một buổi giảng. Chứ từ trên đó xuống đây chỉ có phóng sanh nghi lễ không chưa đủ. Ngồi cầu Phật mãi nó cứ rột rẹt. Bây giờ Phật gia hộ thấy âm thanh ngon không? Tất cả mọi sự việc là có Phật gia hộ hết đó nghe quý vị nghe. Điều mình chưa tin cho nên thành ra mình không có đặt trọn vẹn niềm tin á. Chứ toàn bộ cuộc sống chúng ta là có Phật gia hộ, bởi vì mình tin có Phật gia hộ là có. Đi ra bên ngoài gặp chuyến xe mà mình trễ xe, Phật cũng gia hộ, thử coi lòng kiên nhẫn mình đến đâu. Và ra đó dấp té gãy hai răng cửa, Phật cũng gia hộ. Gia hộ cái gì? Gia hộ đó là giúp cho mình trả được nghiệp. Trả được nghiệp gãy răng cũng là do nhai xương nhai thịt chúng sanh, giờ nó gãy lại là vừa đáng đời rồi. Cười gì nữa đó. Cho nên cái buổi giảng của chúng tôi nó sinh động, không soạn thành một cái đề tài theo lề lối, mà cảm xúc đến đâu là giảng đến đó, nhưng nó không ngoài lề. Thì chúng tôi nghĩ trong ngày hôm nay quý vị về đây thấy có uổng công không? Không. Có xứng đáng không? Giỏi quá. Con nhỏ chút xíu mới cái 7-7 tuổi nó ngồi nó la sớm. Tội nghiệp. Tức lẽ những đứa nhỏ này nó phải chạy ra bên ngoài nó chơi, nó giỡn, nó đùa ngoài đó. Vậy mà nãy giờ nó ngồi nó nghe thầy. Mấy đứa này nó cũng muốn đến đóng phim Biri Banai rồi đó. À,
Chúng tôi còn không ngờ những đứa bé nhỏ này mà nó có thể ngồi đây 2 tiếng nó nghe chúng tôi giảng. Và có những cụ già, xung quanh đây có những cụ già hai lớp tóc rồi cũng ngồi nghe giảng. Đó là một cái điều mà chúng tôi, làm cho chúng tôi phấn đấu, dầu cho nắng, mồ hôi ra ướt hết cả người, dầu cho từ trên đó là khí hậu mát xuống đây nó oi bức. Nhưng cái tấm lòng của quý vị cảm đến chúng tôi cho nên làm cho tấm lòng chúng tôi nó hưng phấn. Nó vượt qua hết tất cả những cái vấn đề oi bức, nóng nảy và những cái trở ngại. Thật sự là như vậy. Cho nên cái niềm vui của tâm lý đó, nó giá trị cao lắm. Mà hôm nay toàn bộ quý vị đến đây là một cái hưởng ứng đem cái niềm vui đến cho chúng tôi. Cho nên hôm nay phóng sanh mà chỉ có 5-7 người hoặc 20-30 người hoặc 100 người ngồi le que, không ai hưởng ứng nhiều. Hồi nãy giờ ngồi nghe là thấy cái giá trị của phóng sanh tụng kinh niệm Phật này ha. Rồi thôi hết giờ rồi đó. Bữa nay giờ đây là chính thức hết giờ rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hạ Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử. Thầy chủ trì xin đại diện ban tổ chức đạo tràng Pháp hội Phóng Sanh chùa Linh Phước. Ngày hôm nay chúng con rất là cảm kích, xúc động trước Đại Đức Phẩm Sư Thích Giác Nhàn. Nhưng Ngài vẫn nhấn chút ít quý báu thời gian để tranh thủ về đạo tràng Phóng Sanh chùa Linh Phước. Ngày hôm nay chúng con rất là quý báu và thành kính tri ân của Ngài. Và trước Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử đã nhấn quý báu thời gian để trở về đạo tràng Phóng Sanh tại chùa Linh Phước ngày hôm nay. Tôi xin đại biện trong ban tổ chức không có gì hơn trước xin thành tâm tri ân Đại Đức và xin cầu hồng ân mười phương chư Phật gia hộ cho Đại Đức pháp thể kinh an hoàn hóa trên con đường Phật pháp tịnh độ, dìu dắt chúng sanh sớm trở về trên con đường đạo pháp để giải thoát an lạc của Đức Phật A Di Đà. Và không quên cũng xin cầu chúc quý nam tăng ni Phật tử và quý nam nữ Phật tử hiện diện đạo tràng hội hội phóng sanh đạo chùa Linh Phước ngày hôm nay, chúng con xin thành tâm cung kính cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, gia đình vạn sự kiết tường như ý. Nguyện đem con đức này hướng về thăm Phật Ca để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giải hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương quảng minh văn đài biên pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm Giáp Ngọ 2014. Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni văn tập tại đàn tràng lập đàn phóng sanh, nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn năng dưới cứu khổ ba đường, nếu ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này sanh về cõi cực lạc. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lại lành chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra phóng sanh, thì quả báo được tài thí hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này đáng lẽ bị các cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cây chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và tất cả loài chúng sanh hôm nay được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng và được nghe vãng đức hồng danh A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí
là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đó là 10 công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Phạm Võng dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật quý vị do phiền não tham sân si che lấp, nghiệp chướng sâu dày, phước báu thì cạn mỏng. Quý vị trong đời trước không biết tạo nhiều nghiệp thiện mà đã lỡ tạo nhiều nghiệp ác, cho nên thành ra phải mang thân súc sanh, trên thân mang vảy, mang lông, mang đội lông, mang sừng. Vì vậy hôm nay quý vị gặp được chư tôn đức tăng ni, gặp được Tam Bảo, quy y Tam Bảo cho quý vị, sám hối nghiệp chướng cho quý vị, và quý vị được nghe chánh pháp để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Trong kinh Phật dạy rằng người chết làm cá, cá chết làm người, người chết làm lương, lương chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Hôm nay chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử phát bồ đề tâm, phóng sanh tức là phóng Phật, sát sanh tức là phát sát Phật. Giờ đây từ tất cả loài thủy tộc thượng cầm hạ thú lắng lòng cho thanh tịnh, quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát bồ đề tâm, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh hỷ biến sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chơn, tiền tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đạn địa đàn tràng sai khô mộc nhi tác dương xuân khiết ấy ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thanh phàm ô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tặng quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Tất cả đại chúng cùng tụng chú vãng sanh. Nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ Việt đà tha ni đô bà tỳ a di đi đa tấn cam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di ca lan đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa bà già đa ta già đa già đa Việt đà tha ni đô bà tỳ a di đa tấn cam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa già di ni già già na di đa Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Diệt Đa Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Ca Lăng Cam Bà Tỳ A Di Đà Đa Di Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Di Ca Lăng Đa Này tất cả các loài chúng sanh thượng cầm hạ thú ơi, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Này tất cả các loài chúng sanh thượng cầm hạ thú ơi, quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tụng hữu ác đảng. Này tất cả các loài chúng sanh thượng cầm hạ thú ơi, đã quy y Phật rồi không đọa địa ngục, đã quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, đã quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh. Chúng sanh đã tạo các ác nghiệp từ đời vô thủy do tham sân si, từ thân miễn ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, đệ tử chúng con thượng cầm hạ thú Diệu Âm hôm nay xin phát nguyện vãng sanh. Cuối xin đức tự phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di